Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 27. Thiết Linh Long đáp đất đầu tiên, ông ta loạng choạng lùi về sau vài bước, cánh tay phải bất lực đưa về sau người. Ông ta dùng cánh tay trái vịn vào tường, mặt đỏ gay lên, máu tươi trào ra khỏi miệng. Grum, Huyền Thanh Xà căm phẫn há mồm thật to nhưng không thể chạm được vào hai người bọn họ mà chỉ có thể vặn mình tại chỗ. Đinh Dũng thay đổi sắc mặt, lập tức phất tay để trước mặt hình thành lên bức màn chắn vô hình. Âm thanh gầm gừ trước đó chính là phát ra ở đây, có điều không vang vọng như ban nãy. Đây là hồng hoang di chủng trong truyền thuyết sao, thổ bồi sững người, nhìn con Huyền Thanh Xà. Đúng lúc này, con Huyền Thanh Xà đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đinh Dũng và thổ bồi. Đặc biệt khi thấy Đinh Dũng, đôi mắt nó rõ vẻ ngờ vực. Ông bạn, không ngờ cái mạng của ông sống cũng lâu thật đấy. Đinh Dũng nhìn con Huyền Thanh Xà, không hề lên tiếng mà dùng sức mạnh linh hồn giao tiếp với nó. Quả nhiên, con Huyền Thanh Xà kia nghe được thì lập tức gầm rú phẫn nộ, là mày, đáng chết, sao mày còn chưa chết? Rõ ràng nó nhận ra Đinh Dũng, vì trước kia trong số những người phong ấn nó ở trong này thì Đinh Dũng là người mạnh nhất và là người chủ lực thi triển thuật phong ấn. Cho dù thế nào nó cũng không thể ngờ nổi Đinh Dũng vẫn chưa chết. Không sai, là tao, Đinh Dũng nheo mắt, lạnh lùng nói, đừng có vùng vẫy vô ích, chỉ cần tao còn sống thì mày đừng mong thoát khỏi đây. Ha ha ha, dựa vào mày à, Huyền Thanh Xà bật cười lạnh lùng, nó tỏ vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Nếu không phải chúng mày bao vây tấn công tao thì tao sao có thể đi đến bước đường này. Giờ chỉ còn lại một mình mày, và lại thực lực chỉ còn trong thời kỳ kim đan. Ha ha ha, đúng là trời giúp tao, khi cảm nhận được thực lực của Đinh Dũng không còn như xưa, nó càng điên cuồng giãy đứt mấy dây xích, đợi tao thoát ra ngoài, gặp lại được nương tử của tao thì thiên hạ này còn ai có thể ngăn tao lại. Đinh Dũng tối sầm mặt, bao nhiêu năm rồi, con Huyền Thanh Xà này vẫn còn tu vi khủng khiếp thế này. Vừa rồi sau khi cảm nhận được thực lực của Đinh Dũng, mặc dù nó đi theo con đường tu luyện thành yêu nhưng thực lực vẫn trên võ đạo tông sư. Những người khác không nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng thấy ánh mắt của hai bên không ngừng thay đổi thì bọn họ không khỏi kinh ngạc. Thổ bồi có thể đoán được cả hai đang nói chuyện với nhau. Hắn càng thêm ngờ vực, lẽ nào Đinh Dũng biết con Huyền Thanh Xà này? Nếu như vậy thật thì lai lịch của Đinh Dũng quá khủng khiếp. Huyền Thanh Xà là lão quái vật sống hàng nghìn năm, lẽ nào Đinh Dũng cũng là người của thời đại đó? Các người đang làm gì vậy? Đúng lúc này, Thiết Linh Long mới ngẩng đầu lên. Cảnh giác nhìn con Huyền Thanh Xà và Đinh Dũng, mày và cậu ta đang nói gì? Tao ở đây lâu như vậy rồi mà mày chưa từng nói chuyện với tao, Thiết Linh Long tỏ vẻ âu sầu. Ông ta bị nhốt ở đây vài năm rồi, duy chỉ có con Huyền Thanh Xà kia bầu bạn. Mặc dù con rắn này vẫn luôn muốn nuốt chửng ông ta nhưng trong lòng Thiết Linh Long vẫn coi nó là bạn. Thế mà hiện giờ người bạn chưa bao giờ nói chuyện với mình lại giao tiếp với một người xa lạ, Thiết Linh Long thấy không thể chấp nhận được. Trên thực tế, những người khác cũng không thể nghe ra cuộc trò chuyện của Đinh Dũng và con rắn kia, cũng chỉ có Thiết Linh Long có yêu tu, dựa vào trực giác cảm nhận được có gì đó không ổn. Có điều con rắn căn bản không quan tâm đến ông ta, vẫn nhìn chằm chằm Đinh Dũng, trong mắt nó như có lửa giận. Nếu không phải nó không thể thoát khỏi những xiềng xích này thì e rằng nó đã bổ nhào ngay vào Đinh Dũng và nuốt chửng anh rồi. Cậu Đinh, giúp chúng tôi, Thiết Vô Cực lên tiếng, hét lên với Đinh Dũng. Giúp chúng tôi thu hút sự chú ý của nó, cứu chúng tôi ra ngoài. Nghe vậy, Đinh Dũng mới cau mày nhìn vào hai người đang ở phía dưới hang động rồi hít vào một hơi mà nói, cái thứ này tôi cũng không đối phó được, hai người. Bảo bọn họ cút đi, tao không muốn nhìn thấy loại sâu mọt này, đúng lúc này, con Huyền Thanh Xà bực bội nói với Đinh Dũng. Đinh Dũng cau mày, nhưng không nói gì mà chỉ nhìn sang Thiết Vô Cực, nói, hai người cứ đi lên đi, nó sẽ không làm gì hai người đâu. Nghe vậy, Thiết Vô Cực mới sững người, đang định lên tiếng thì Thiết Linh Long hắng giọng, nheo mắt nói, tôi ở đây lâu như vậy rồi, nó lúc nào cũng muốn nuốt chửng tôi. Giờ cậu bảo nó không đối phó với tôi, cậu lấy đâu ra tự tin mà nói vậy. Vì Thiết Linh Long không nghe được con rắn nói nên mới nghĩ như vậy, sau đó ông ta nhìn sang Thiết Vô Cực nói, anh Thiết, anh có tin tôi không? Cái này, gia chủ, tôi tin cậu Đinh, cậu ấy sẽ không hại chúng ta đâu, Thiết Vô Cực đắn đo. Vô Cực, tôi và nó tiếp xúc lâu rồi, sao tôi lại không rõ nó thế nào chứ? Thiết Linh Long tối sầm mặt, kéo Thiết Vô Cực mà lắc đầu, một khi chúng ta bước qua sợi dây này thì nó lập tức sẽ nuốt chửng chúng ta.
Thiết Vô Cực nghe vậy thì thoáng qua ánh nhìn do dự. Ông ta thật sự không muốn lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Đúng là nhát gan, chủ tử của tôi nói không sao là không sao, Thổ Bồi lạnh giọng mỉa mai. Có điều đằng sau lớp mặt nạ kia là khuôn mặt lo sợ của Thổ Bồi. Trên thực tế hắn rất sợ, chưa bao giờ hắn thấy loại hồng hoang di chủng nào như vậy. Mày cứu hai người đó qua đây, Đinh Dũng cau mày nói. Nói rồi anh không quan tâm tới bọn họ nữa mà quay người sang bên, lẩm nhẩm, sao mày lại đi theo con đường tiến hóa? Bỏ đi huyết mạch của lão tổ tông, mày không sợ lão tổ tông của mày tới diệt mày sao? Vừa nói, Đinh Dũng vừa tới bên Huyền Thanh Xà. Hừ, cái cây này đương nhiên không thể khiến tao tiến hóa nhưng nó lại là vật dẫn. Dựa vào nó, sớm muộn cũng có ngày huyết mạch trong cơ thể tao được suy biến, tới lúc đó có thể hóa thành rồng rồi, Huyền Thanh Xà nói rất tự tin. Đinh Dũng nghe xong thì như được mở mang tầm mắt vậy. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới việc dùng khả năng tiến hóa để tăng thực lực bản thân, vì anh thấy khả năng từ trên trời rơi xuống sẽ không bao giờ bền. Nhưng hiện giờ nghe con rắn nói vậy, anh lại như được dội gáo nước lạnh, đầu óc chợt tỉnh táo hơn. Lấy vật dẫn thần bí này thu hút linh lực hóa thành vật chất thần bí, dùng nó để tiến hóa cơ thể. Như vậy, có thể thực hiện hai lần tu hành chính là tiến hóa về thể xác và tu luyện linh lực. Có điều những thứ này chỉ nằm trong suy nghĩ của Đinh Dũng, bởi Huyền Thanh Xà là hồng hoang di chủng, nó thành công không có nghĩa là những người khác đều thành công. Đột nhiên Đinh Dũng quay sang nhìn Thổ Bồi, cau mày hỏi, không phải bảo mày đi cứu bọn họ sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chủ tử, cái này, Thổ Bồi bưng mặt, nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt mà chẳng lấy nổi tự tin cất bước. Tao nói nó không ra tay đâu, sao? Mày không tin tao à? Đinh Dũng lạnh giọng nói. Thổ Bồi tái mặt, có điều hắn vẫn chưa quên thân phận của mình. Từ giây phút giao linh hồn cho Đinh Dũng, hắn chính là nô bộc. Nghĩ vậy, trong mắt Thổ Bồi rõ ánh nhìn ai oán. Hắn nghiến răng nhìn con Huyền Thanh Xà hung hãn trước mặt rồi nắm chặt tay, mẹ kiếp, chỉ trách ông Thổ mày đây trước kia quá sơ ý. Chết thì chết vậy. Sau đó, Thổ Bồi nhảy vọt qua, đáp trước mặt con Huyền Thanh Xà. Nếu hắn không nhảy thì chính là làm trái ý Đinh Dũng, còn nếu nhảy thì có lẽ con Huyền Thanh Xà này sẽ như Đinh Dũng nói, không ra tay với hắn, và hắn còn cơ hội được sống. Mọi thứ xảy ra rất nhanh. Khi Thổ Bồi nhảy xuống, tất cả mọi người đều thót tim, còn bản thân hắn thì chỉ biết nín thở. Lát sau, Thổ Bồi phát hiện con rắn không có ý định lại gần mình thì mới lén nhìn nó. Khụ, khụ, thấy cảnh này, Thổ Bồi lập tức đứng thẳng người. Ho hắng đôi tiếng bày ra bộ dạng trấn tĩnh rồi đi về phía Thiết Vô Cực, nói chủ tử nhà tôi đã nói rồi, nó không làm gì hai người đâu, hai người còn không tin, giờ tôi chứng minh rồi đấy thôi. Thiết Vô Cực và Thiết Linh Long nhìn thấy vậy thì thẫn thờ theo. Đi thôi, có điều giờ không phải là lúc nghĩ nhiều. Thiết Vô Cực và Thiết Linh Long nhìn nhau rồi lập tức di chuyển. Hai người cùng Thổ Bồi nhanh chóng rời khỏi hang, con Huyền Thanh Xà không hề nhúc nhích. Như thể chẳng có hứng thú gì với bọn họ vậy. Chúng ta đi, Đinh Dũng nhìn con Huyền Thanh Xà, lạnh giọng nói. Đinh Dũng, rồi cũng có một ngày tao sẽ hóa rồng ra ngoài, tới lúc đó thế giới này sẽ đảo loạn, mày và người thân của mày sẽ phải chịu đựng cơn phẫn nộ của tao. Ha ha ha, Huyền Thanh Xà thét lên điên cuồng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đinh Dũng nghe tiếng nó, mặt mày khó coi hơn hẳn. Đinh Dũng càng có thêm động lực tăng tiến thực lực, có con đường tiến hóa mới, nhất định phải thử. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không hề quay đầu lại, chỉ nói, loại sâu bọ, đừng có đắc ý, năm xưa tao có thể phong ấn mày thì giờ tao cũng có thể phong ấn mày. Chỉ cần Đinh Dũng tao còn trên đời một ngày thì mày đừng mong thoát được, dứt lời, Đinh Dũng đưa Thiết Linh Long đi khỏi. Trấn ma thạch bị phá bỏ nhưng phong ấn vẫn còn đó, Đinh Dũng nhẹ lòng hơn phần nào. Phong ấn này hàng nghìn năm nay vẫn tồn tại, chỉ cần thực lực của Huyền Thanh Xà không tăng lên thì rất khó có thể thoát ra ngoài. Nhưng một khi Huyền Thanh Xà tiến hóa thành công thì phong ấn không thể trói buộc nó. Thời gian của Đinh Dũng không còn nhiều, nhưng con rắn có muốn tiến hóa thành công thì cũng không thể nhanh hơn được. Rất có khả năng phải hàng trăm năm cũng không thể thành công nổi, nhưng cũng có thể ngày mai nó tìm được thời cơ thì cũng chưa chắc. Giống như gia tộc nhà họ Bách Lý và Tần Thị. Mặc dù sức mạnh không đủ nhưng nếu bọn họ nghe lời Đinh Dũng thì có muốn trở thành kẻ mạnh căn bản không thành vấn đề. Một con Huyền Thanh Xà có lẽ Đinh Dũng còn có thể đối phó được,
nhưng thế giới rộng lớn, chỉ mình tứ đại danh sơn ở Giang Bắc đã có không biết bao thứ dị thường. Năm xưa cả đám người vây bắt tấn công thì mới có thể phong ấn được Huyền Thanh Xà. Hiện giờ kẻ mạnh hiếm hoi, một khi những thứ yêu ma quỷ quyệt này ra ngoài thì nhất định sẽ gây nên cơn gió tanh mưa máu. Rất nhanh, cả toán người đã đi ra khỏi hang. Đinh Dũng cố kiềm chế những suy nghĩ này trong lòng, định sau khi rời đi mới tới Đế Kinh, đem toàn bộ mọi thứ mình có ra. Chặn bọn họ lại, đúng lúc này Bách Lý Thuần và người đàn ông mặc đồ lam xuất hiện, bọn họ trông hết sức độc đoán, nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng. Nhưng bọn họ còn chưa phản ứng lại thì Tần Thiếu Phong và Tần Vô Danh đã đi ra, nghiến răng nói, các người bắt tay hại chúng tôi, đáng tội chết. Chuyện gì vậy, Thiết Linh Long cau mày, hạ giọng nói. Hiện giờ tình trạng của cô ta không ổn, phải nhanh chóng quay về chữa trị vết thương, lấy lại sức. Kể cả những năm nay ông ta nuốt yêu khí của con rắn kia và đã trở thành người bán yêu tu nhưng dù sao cơ thể ông ta cũng tồn tại bởi máu và thịt, vài năm không ăn không uống, có thể sống được đến giờ đã là kỳ tích rồi. Vừa rồi lại bị con Huyền Thanh Xà kia đả thương, đâu thể còn sức phản kháng. Lẽ nào người này chính là gia chủ mất tích nhiều năm của nhà họ Thiết, Thiết Linh Long, thấy Thiết Linh Long, Tần Vô Danh nheo mắt nhìn. Các người muốn đối phó với tôi, Đinh Dũng mặt lạnh hẳn lại. Anh đảo mắt nhìn cả bốn người sau đó lạnh lùng nói. Thực lực của bốn người này không hề đơn giản, e rằng chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, đúng lúc này, Thiết Linh Long đột nhiên lên tiếng. Ông ta nhìn Đinh Dũng, nghiến răng nói, giao yêu đan đó ra cho bọn họ đi, đợi thực lực của tôi phục hồi, tôi cướp nó về cũng chưa muộn. Đồ của tôi sao tôi phải nhường, Đinh Dũng nhìn Thiết Linh Long thản nhiên nói. Nghe vậy, Thiết Linh Long tái mặt. Nheo mắt, lẽ nào cậu nhìn không rõ thực lực của người trước mặt? Nếu cậu không giao ra thì chúng ta thoát ra khỏi đây sao được? Ông cho rằng tôi đưa đồ ra thì bọn họ sẽ tha cho ông sao? Đinh Dũng lắc đầu, châm chọc, đã lật mặt rồi, không giết bọn họ sao phong tỏa được thông tin? Câu nói này của Đinh Dũng không những chỉ thẳng vào âm mưu của mấy người phía Tần Vô Danh mà hơn nữa còn mỉa mai Thiết Linh Long với danh hiệu đệ nhất kỳ tài. Ra tay, thấy Đinh Dũng không định thỏa hiệp. Mấy người phía Tần Vô Danh không do dự nữa, cứ thế ra tay. Không thể phủ nhận, thực lực của Tần Vô Danh quá mạnh, lúc này ông ta di chuyển rất uy vũ, là người đầu tiên lại gần nhóm người phía Đinh Dũng. Thiết Vô Cực lập tức xông lên, giây phút Tần Vô Danh lao tới, Đinh Dũng nhanh như mũi tên, chắn trước người Thiết Vô Cực, đồng thời tung ra một chưởng. Lúc này, Thổ Bồi thấy vậy cũng chặn ngay người đàn ông mặc đồ lam ở một bên. Còn Tần Thiếu Phong và Bách Lý Thuần cũng như Yên Anh Ly cứ thế lao vào đám người, hướng về phía Thiết Vô Cực và Thiết Linh Long. Chỉ còn lại hai thành viên của tổ chức Thiết Phù Đồ căn bản không phải là đối thủ, cứ thế bị ba người này đánh bay ra ngoài. Ba tên tiểu bối mà cũng dám ra tay với ta, Thiết Linh Long nghiến răng, chân dậm thật mạnh xuống đất, yêu khí dày đặc xuất hiện. Thiết Linh Long đẩy bàn tay về phía ngực Bách Lý Thuần, trong phút chốc, trên bàn tay ông ta đột nhiên xuất hiện vô số vảy dày đặc. Giây phút sau đó, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Bách Lý Thuần cứ thế bay ra ngoài, ngã vật ra đất. Giây phút sau đó, bàn tay Thiết Linh Long lại hồi phục lại như thường. Ông ta thở dốc, trông bộ dạng có vẻ như việc tung ra đòn đánh vừa rồi đối với ông ta mà nói rất tốn sức. Tần Vô Danh đương nhiên không phải đối thủ của Đinh Dũng, chỉ cần một đòn đã bại dưới tay anh. Có điều thực lực của Tần Vô Danh lại mạnh hơn rất nhiều người. Dù chịu đòn đánh của Đinh Dũng nhưng ông ta chỉ bị ảnh hưởng về khí huyết, điều này không khỏi khiến Đinh Dũng ngạc nhiên. Người này không thể để sống sót, thế nhưng lúc này, Tần Vô Danh lại không hề nhìn về phía Đinh Dũng mà nhìn chằm chằm vào Thiết Linh Long, nghiến răng nói, việc này phải báo lại với gia chủ, còn người này tuyệt đối không thể để sống sót. Không ai biết đúng lúc bàn tay Thiết Linh Long nổi lên lớp vảy, Tần Vô Danh rất nhạy bén, ông ta cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp ẩn sâu trong người Thiết Linh Long. Tần Vô Danh thấy Thiết Linh Long như vậy thì sững người. Ông ta vội rời khỏi đây, nhưng ba tiểu bối phía Tần Thiếu Phong lại không phản ứng nhanh như vậy, bọn họ còn chưa kịp quay người đã bị Đinh Dũng đuổi tới nơi. Đinh Dũng nhìn người đàn ông mặc đồ lam và Tần Vô Danh đang cuống quýt thì hắng giọng, nhanh chóng đuổi theo, còn Thổ Bồi cũng không chần chừ thêm mà theo sát ngay sau Đinh Dũng. Muốn đi, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, tay như bộ ưng chảo khổng lồ hạ xuống khiến người đàn ông mặc đồ lam tái mặt. Ông ta biết không phải là đối thủ của Đinh Dũng nên chỉ biết nghiến răng, dậm mạnh xuống đất, cũng không biết ông ta đã dùng cách gì mà tốc độ tăng nhanh đáng kể, cứ
cứ thế vượt qua Tần Vô Danh, chạy tuột vào một ngách trong hang. Hang động này chật hẹp lại khúc khuỷu, Đinh Dũng không đuổi theo người đàn ông mặc đồ lam nữa mà quay sang Tần Vô Danh. Lúc này Tần Vô Danh còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một chưởng của Đinh Dũng đạp bay ra khỏi đó. Ông ta ngã vào bên cửa vào đường nhánh trong hang, có lẽ biết rằng mình khó có thể sống sót rời khỏi đây nên ông ta lợi dụng lực đạo khi Đinh Dũng vung chân mà nhảy lên, chuồn vào cửa nhánh trong hang ngay bên cạnh mình. Đinh Dũng nhìn cái hang tối thui, trước đó anh đã dùng sức mạnh linh hồn thăm dò và biết được các đường nhánh trong hang chằng chịt, một khi vào thì khó tìm được đường ra. Lúc này thấy Tần Vô Danh trốn vào đó, Đinh Dũng không bận tâm nữa. Mục đích quan trọng hiện giờ chính là tăng thực lực, anh không muốn lãng phí thời gian vào hang tìm Tần Vô Danh nữa. Thôi bỏ đi, tha cho ông ta lần này, lát sau, Đinh Dũng quay người rời đi. Khi Đinh Dũng không có mặt ở đây, Thiết Vô Cực đã đem chuyện liên minh kể cho Thiết Linh Long nghe. Lúc này Thiết Linh Long mới hiểu ra thành phố Kim Châu hiện giờ vẫn có thể miễn cưỡng nằm trong lòng bàn tay nhà họ Thiết là bởi có một người như Đinh Dũng chống đỡ. Lúc này ông ta tỏ vẻ áy náy, nói cậu Đinh, xin lượng thứ vì lúc trước tôi thất lễ. Mấy năm nay tôi bị nhốt ở đây nhưng cũng đã luyện đến tầng võ đạo tông sư rồi, chỉ cần cho tôi một tháng, tôi có thể hồi phục về thời kỳ đỉnh phong, tới lúc đó chúng ta liên thủ lại, không ai dám tranh lợi ích ở Kim Châu với chúng ta nữa. Thiết Linh Long nói câu này rất đúng thời điểm khiến Đinh Dũng không thể từ chối. Trên thực tế, Đinh Dũng cũng đang thiếu một người trấn giữ Kim Châu vì dù sao anh cũng không thể ở thành phố nhỏ bé này mãi, và lại Kim Châu còn là quê hương của Hàn Phương Nhiên, còn có em gái Đinh Tuyết của anh ở đây, nơi này tuyệt đối không thể bị nhấn chìm được. Sự xuất hiện của Thiết Linh Long như là sự giải thoát cho Đinh Dũng. Ông đã nói vậy thì Kim Châu giao cho ông. Ông yên tâm, trước khi ông hồi phục, có tôi ở đây. Đừng ai mong đụng vào Kim Châu. Đây là đan dược tôi chế ra, có thể hồi phục nguyên khí và thể lực, một ngày một viên, ông giữ lấy nó. Thầy ơi, cuối cùng em cũng tìm được thầy rồi, thấy Đinh Dũng, Ngụy Tiêu Tĩnh mừng ra mặt, vội đi tới. Có việc gì vậy, em nói đi, Đinh Dũng chỉ cần nhìn là biết Ngụy Tiêu Tĩnh có việc cần nhờ. Trước kia anh giao cho Ngụy Tiêu Tĩnh một quyển công pháp nhưng sau này vẫn không có thời gian đích thân chỉ bảo, không ngờ Ngụy Tiêu Tĩnh chăm chỉ cố gắng. Đã bước vào con đường tu luyện trong môi trường ít ỏi linh khí này rồi. Một thiếu gia nhà họ Vương ở Đế Kinh 2 ngày trước tới nhà em đòi cưới. Em căn bản không thích hắn, nhưng 2 ngày trước nhà người ta đã nói rõ ràng nếu em không lấy hắn ta thì có nghĩa không nể mặt nhà họ Vương. Bọn họ sẽ bãi nhiệm chức vị của bố em. Đinh Dũng nghe vậy mới hiểu rõ đầu đuôi. Chỉ là anh hiếu kỳ nhà họ Vương ở Đế Kinh rốt cục là gia tộc thế nào mà có thể bãi nhiệm chức vị của Ngụy Kiến Quốc. Kể cả cấp trên của Ngụy Kiến Quốc nếu không có lý do chính đáng cũng chưa chắc đã làm gì được ông ta kia mà. Đinh Dũng hứa sẽ giúp Ngụy Tiêu Tĩnh nên cô bé mới yên tâm hơn phần nào. Sau đó, anh đưa Ngụy Tiêu Tĩnh về, còn thổ bồi được sự cho phép của Đinh Dũng nên một mình về biệt thự số 1 hiệu chữ Thiên ngồi bên cạnh bể nước linh. Cơ thể bằng máu của hắn không cần ăn uống, và lại sau thời kỳ trúc cơ, hắn đã đạt đến tịch cốc, hiện giờ tu luyện là quan trọng nhất. Đáng tiếc cơ thể bằng máu của hắn và thiên địa tương khắc, linh khí sau khi vào cơ thể sẽ tản đi quá bán. Lượng linh khí có thể cung cấp cho hắn tu luyện quá ít. Chỉ có cách duy nhất tăng nhanh thực lực chính là uống máu. Đáng tiếc Đinh Dũng kè kè ở bên, lại không cho hắn làm vậy. Sau khi đưa Ngụy Tiêu Tĩnh về, Đinh Dũng quay về biệt thự, gọi điện cho Kim Vô Đạo. Đã quyết định tới phủ đệ thì không cần phải do dự nữa. Có điều đồ ở đó quá nhiều. Kể cả anh có túi đựng đồ thì cũng không đủ không gian để đựng, phải nhờ Kim Vô Đạo giúp. Điện thoại vừa kết nối đã nghe giọng Kim Vô Đạo, sư phụ. Sao nghe giọng con mệt mỏi vậy? Có việc gì sao? Hay bị thương rồi? Khụ khụ, không phải ạ. Không sao thì tốt, 2 ngày nay ta phải tới Đế Kinh một chuyến, dọn hết đồ trong phủ đệ ra. Con đi cùng ta nhé. Ngày kia con sắp xếp thêm người đi cùng ta nữa, Đinh Dũng nói thẳng vấn đề. Sư phụ, con sợ rằng 2 ngày này khó mà đi cùng sư phụ được. Giang Nam sắp dị biến rồi. Mặc dù không bằng Bắc Cảnh nhưng sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Vốn dĩ con đã cho người đi khống chế nhưng nào ngờ. 2 gia tộc quy ẩn ra mặt, thực lực của bọn họ lại mạnh, không những kiểm soát được gần 1/2 Gigang Bắc mà còn làm hỏng nhiều kế hoạch của con, tăng nhanh tiến trình dị biến. Kim Vô Đạo nói giọng nặng nề hơn, xem ra ông ta rất lo lắng. Kim Vô Đạo sợ rằng mình rời khỏi đây thì sẽ bị thôn tính thêm địa bàn.
ông ta quyết không thể để hai gia tộc kia lấn lướt được. Lúc này Đinh Dũng nghe vậy thì cua mày. Sau hồi trầm ngâm, Đinh Dũng mới nói, con yên tâm, ngày mai ta tới Giang Nam. Ta muốn xem là gia tộc thế nào mà dám đối đầu với Nam Hoàng. Thực ra Đinh Dũng cũng đã lường trước được vấn đề. Giang Bắc có hai gia tộc cổ là Tần Thị và Yên Thị, vậy thì Giang Nam chắc chắn cũng sẽ có những gia tộc như vậy tồn tại. Những gia tộc thế này không bao giờ ra mặt, nhưng lại nhằm lúc thế cục hỗn loạn xuất hiện, không màng sự sống chết của những bên khác mà chỉ muốn chiếm lợi ích cho mình. Nói ra thì quả thật đáng hận, nhưng người ta lại chẳng còn cách nào khác. Ngắt điện thoại, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu. Anh đứng trong khoảng sân ngước mắt lên trời. Xem ra việc dị biến sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người, tới lúc đó con đường tiến hóa bày ra trước mặt mọi người, thế đạo này chắc chắn rất hỗn loạn. Đinh Dũng quay về phòng, thấy Hàn Phương Nhiên đang một mình đọc sách. Phương Nhiên, ngày mai anh phải tới Giang Nam, sau đó đi Đế Kinh một chuyến. Em có muốn đi cùng anh không? Anh tới những nơi đó làm gì? Một người bạn của anh ở Giang Nam cần tới Đế Kinh giải quyết chút chuyện. Anh cùng cậu ấy đi chuyến này. Dạo này phía tập đoàn nhiều việc, em không thể vắng mặt được. Nếu anh đã quyết định đi thì cẩn thận, đi sớm rồi về với em. Đinh Dũng xích lại gần, cọ mũi vào mũi Hàn Phương Nhiên, em yên tâm, anh nhất định sẽ về sớm mà. Một đêm thổn thức, sáng hôm sau, Hàn Phương Nhiên suýt thì trễ giờ vì cả đêm quấn quýt với Đinh Dũng. Đinh Dũng một mình rời đi, anh để lại Thổ Bồi ở biệt thự Thanh Thành Sơn vì sợ gia đình Hàn Phương Nhiên gặp phải rắc rối gì trong thời gian anh đi vắng. Giang Bắc cách Nam Cảnh không quá xa, Đinh Dũng chỉ mất hơn một giờ đồng hồ đi máy bay là đã tới sân bay. Trước khi lên máy bay, Kim Vô Đạo gửi tin nhắn cho anh báo sẽ đón Đinh Dũng ở cửa ra. Vừa tới cửa ra đã nghe cả loạt âm thanh hỗn loạn. Tiếng súng nổ vang, ngay trước mặt Đinh Dũng là một cô gái và một cậu thanh niên tay kéo vali di chuyển với vẻ mặt sợ hãi, chốc chốc lại nhìn trước ngó sau. Ngay sau đó, có một tên lao tới kéo phăng cô gái lại phía mình khiến cô ta buột tay khỏi vali. Cậu thanh niên không kịp phản ứng gì đã bị một tên khác lao lên đạp cho ngã rụi ra đất. Tên kéo cô gái chợt hô lên, thiếu gia, tiểu thư Đường Tuyết Doanh an toàn rồi. Nghe vậy, một tên dẫn theo hai người ở phía xa nhoẻn miệng cười tôi độc, dẫn cô ấy lại đây. Lúc này, cô gái vùng vằng muốn thoát khỏi tay tên kia nhưng dù cô ta có cố gắng thế nào cũng không thể làm gì hơn. Cứ thế bị tên này lôi đi sình sạch. Đinh Dũng thấy bộ dạng đáng thương của cô gái liền vung tay, lao thật nhanh về phía trước chỉ để lại tàn ảnh trong không gian. Giây phút sau đó, tên kia ngã rụi ra đất, Đinh Dũng được đà kéo Đường Tuyết Doanh về phía sau mình. Đường Long thấy em gái mình như vậy thì nhanh chóng vực dậy, tung một đòn vào trúng bụng tên vừa đạp mình khiến hắn bay ra khỏi đó. Thế rồi cậu ta lao như bay về phía Đường Tuyết Doanh cuống quýt hỏi, em không sao chứ? Em không sao, không biết tiếng súng phát ra từ đâu. Liễu Nhậm nhất nhất cho người đến lôi em về nhà họ Liễu, hắn lấy lý do bảo vệ sự an toàn cho em. Giờ chúng ta phải làm sao đây? Anh liều với hắn, Đường Long nhìn Liễu Nhậm với con mắt tôi độc. Cậu ta biết Liễu Nhậm không phải đối thủ của mình, có điều hai người đi sau Liễu Nhậm lại là hai trưởng lão với thực lực khủng khiến cậu ta không khỏi run sợ. Có điều kiện giờ chẳng còn cách nào khác ngoài liều mình bảo vệ Đường Tuyết Doanh cả. Tuyết Doanh, anh biết được tin có kẻ muốn đột kích em nên lập tức cho người tới, em không sao chứ, Liễu Nhậm tỏ vẻ quan tâm nhưng hắn còn chưa lại gần thì Đường Tuyết Doanh đã chủ động lùi về sau, cười nói cảm ơn Liễu thiếu gia quan tâm, tôi không sao. Liễu Nhậm cố tình cho người tới chặn đứng cửa ra của sân bay chỉ vì lo cho sự an toàn của Đường Tuyết Doanh. Liễu Nhậm thích Đường Tuyết Doanh từ lâu nhưng Đường Tuyết Doanh vẫn luôn kiếm cớ tránh xa. Lúc này hắn rõ ràng không mấy vui vẻ với thái độ đó của Đường Tuyết Doanh nên hằn học nhìn sang Đường Long, Đường Long, mày là cái thá gì mà muốn xen vào chuyện của tao. Nên tự biết thân phận của mày đi, mày chỉ là con chó trong nhà họ Đường thôi. Vốn dĩ Đường Long chỉ tỏ vẻ khó coi nhưng lúc này nghe Liễu Nhậm nói vậy, cậu ta nghiến răng, nắm chặt tay. Cậu ta là con nuôi của nhà họ Đường, nhưng dù vậy thì cha nuôi vẫn luôn đối xử với cậu ta rất tốt. Lúc này Liễu Nhậm tỏ thái độ coi thường khiến Đường Long không thể kiềm chế thêm nổi, Liễu Nhậm, mày muốn chết thì tao cho mày toại nguyện. Nói rồi, cậu ta lao như mũi tên về phía trước toàn đánh Liễu Nhậm nhưng trong phút chốc, Tạ lão đằng sau Liễu Nhậm đã nhanh chóng di chuyển về phía trước chắn ngay trước người Liễu Nhậm và phô ra khí thế kinh người khiến Đường Long bị ép lùi về sau mấy bước, máu ọc ra khỏi miệng.
Tạ lão với thực lực võ đạo đại sư ra đòn, chỉ bằng sức Đường Long sao có thể là đối thủ. Đinh Dũng thấy vậy thì không khỏi cau mày. Nói Giang Nam võ đạo suy thoái nhưng Đinh Dũng lại không nghĩ như vậy. Mới tới Giang Nam đã gặp ngay cao thủ. Mặc dù ông ta chẳng là gì với Đinh Dũng nhưng tu vi võ đạo đại sư trong thời cục hiện giờ cũng đã là kẻ mạnh hiếm có rồi. Đường Tuyết Doanh thấy vậy thì vội chạy tới đỡ anh mình, giọng run sợ nói với Tạ lão, không ngờ Tạ lão cũng ở đây, Đường Tuyết và Đường Long mạo phạm, xin Tạ lão thứ tội. Mọi người quen nhau sao? Vậy hai người nói với bọn họ một tiếng, để tôi đi khỏi đây đi, Đinh Dũng bước ra, nhìn Đường Tuyết Doanh nói. Thế nhưng Đường Tuyết Doanh còn chưa trả lời thì Tạ lão đã lên mặt, nếu cậu tránh được một đòn của tôi thì tôi cho cậu đi khỏi đây. Nói rồi, Tạ lão thoát ẩn thoát hiện, di chuyển tới trước mặt Đinh Dũng. Luồng khí thế mạnh mẽ toát ra khỏi cơ thể ông ta. Ông ta tung đòn đánh trực diện về phía ngực Đinh Dũng, căn bản không cho Đinh Dũng cơ hội né tránh. Cẩn thận, thấy Tạ lão ra tay, Đường Tuyết Doanh kinh ngạc thét lên. Đường Long thấy vậy cũng tối sầm mặt, nhìn chằm chằm vào Tạ lão. Cậu ta như thể nhìn thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh bay đi, rất lâu sau không thể hồi phục vậy. Trong mắt Đinh Dũng, Tạ lão cũng chỉ là một võ đạo đại sư, căn bản không đáng để anh phải bận tâm. Nếu như không phải Đinh Dũng không muốn chuốc thêm rắc rối ở đất Giang Nam thì anh đã cho ông ta một chưởng chết luôn cho rồi. Bịch một tiếng, tay hai người va vào nhau. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tỏa. Cơ thể Tạ lão quay một vòng rồi ngã nhào ra đất. Ông ta lảo đảo lùi về sau, hồi lâu mới đứng vững. Ngược lại, Đinh Dũng lại đứng yên tại chỗ như không hề hấn gì khiến ai nấy đều sững sờ. Sao có thể? Trời ơi, hắn có thể khiến Tạ lão lùi về sau sao? Tên này là ai? Trần lão ở bên nhanh chóng lao tới đỡ lấy Tạ lão. Sự xuất hiện của Trần lão khiến Liễu Nhậm từ khuôn mặt méo xệch chợt có thêm sự tự tin tuyệt đối. Trần lão là người mạnh thứ hai trong ba trưởng lão của nhà họ Liễu, đã đạt tới cảnh giới bán bộ tông sư. Mặc dù thực lực của Trần lão không bằng Ngụy lão thần bí nhưng hơn Tạ lão một bậc và có địa vị tối cao trong nhà họ Liễu. Đinh Dũng nhìn ra thực lực của Trần lão thì tỏ vẻ hứng thú, thú vị đấy. Đường Long thấy Trần lão lại gần Đường Tuyết Doanh và Đinh Dũng thì vội hét, Tuyết Doanh, mau lại đây, Trần lão không phải là người chúng ta có thể đụng vào đâu. Nghe vậy, Trần lão bật cười tôi độc. Đường lúc định lên tiếng thì bên ngoài chợt vang lên tiếng xôn xao, ngay sau đó, người của nhà họ Liễu chủ động nhường đường. Thấy vậy, Trần lão chợt cau mày. Lúc này, Kim Vô Đạo đột nhiên lên tiếng, nhìn Trần lão mà điềm tĩnh nói, Trần lão, Tạ lão uy thế nhỉ. Nam Hoàng đại nhân, thấy Kim Vô Đạo, Trần lão tái mặt, vội đi tới chắp tay khom người, sao hôm nay Nam Hoàng đại nhân lại có thời gian tới đây vậy ạ? Trần Mỗ không đón tiếp từ xa, xin Nam Hoàng thứ tội. Địa vị của Kim Vô Đạo ở Giang Nam không ai sánh bằng. Cho dù là gia chủ của những gia tộc hào môn cũng không dám tranh luận với Nam Hoàng, chỉ dám xưng vãn bối. Có điều Kim Vô Đạo lại ngó lơ lời nói của Trần lão, đi sang chắp tay với Đinh Dũng, sư phụ, đệ tử đến muộn rồi. Đinh Dũng khoát tay tỏ ý Kim Vô Đạo không cần đa lễ, sau đó anh nhìn mấy tiểu bối đằng sau Kim Vô Đạo, cười nói, đều là hậu bối của con à. Còn không mau chào sư tổ. Quên ta đã dặn rồi sao, Kim Vô Đạo hắng giọng. Sư tổ, mấy tiểu bối do dự một lát bởi bọn họ vẫn thấy kỳ cục với cách xưng hô như vậy với một thanh niên trẻ tuổi như Đinh Dũng. Chỉ có Kim Tư Kỳ, cô nhìn Đinh Dũng với ánh mắt phức tạp, hồi lâu cũng cung kính khom người gọi một tiếng sư tổ. Cảnh này trong mắt tất cả mọi người khiến ai nấy chỉ biết chôn chân tại chỗ, đặc biệt là Đường Tuyết Doanh và Đường Long đưa mắt nhìn nhau, thẫn thờ bởi thân phận của Đinh Dũng vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Một người có thể khiến Nam Hoàng cúi đầu, lại có thể khiến Tạ lão trọng thương. Trần lão càng nghĩ càng rối bời. Nếu Đinh Dũng là sư phụ của Nam Hoàng thật sự thì nhà họ Liễu gặp rắc rối to rồi. Lúc này thương thế của Tạ lão rất nặng, xương cốt và kinh mạch toàn thân đều bị thương, cho dù có thể điều trị e rằng rất khó hồi phục lại thực lực như trước. Trần lão biết điều vội tiến lên trước, hóa ra là sư phụ của Nam Hoàng đại nhân. Tiền bối tới, tại hạ không đón tiếp từ xa. Xin thứ tội, Trần lão chắp tay nói với Đinh Dũng. Sư phụ, đây là Trần lão, trưởng lão có thực lực mạnh thứ hai trong nhà họ Liễu, Kim Vô Đạo giới thiệu với Đinh Dũng. Đinh Dũng chỉ nhoẻn miệng cười, không hề lên tiếng mà nhìn ông ta với vẻ mặt có phần hứng thú. Kim Vô Đạo nhìn Đường Tuyết Doanh và Đường Long,
rồi lại nhìn sang mấy người phía Trần lão với ánh mắt đầy ý tứ, sau đó mới quay người rời đi. Hiện giờ đội an ninh sân bay đã tới để xử lý vụ việc, những người có mặt ở đây mới thở phào nhẹ nhõm hơn. Trần lão nghiến răng trừng mắt với Liễu Nhậm, sau đó lại nhìn sang người nhà họ Đường, nhà họ Đường đúng là tốt số, lại có thể gặp được một quý nhân như vậy. Theo lệnh của ta, từ nay về sau không ai được gây rắc rối cho nhà họ Đường, dứt lời, Trần lão cõng theo Tạ lão, quay người rời đi. Liễu Nhậm thấy vậy chỉ biết hậm hực nắm chặt tay chửi thầm. Tuyết Xoanh, mau về, lão tổ được cứu rồi, Đường Long kéo tay Đường Tuyết Xoanh, mừng ra mặt. Nếu như gia tộc bọn họ có thể bám vào nhà họ Kim thì quả thực lão tổ nhà họ Đường được cứu rồi. Trước đó nhà họ Đường bị nhà họ Cố thị chèn ép, đến cả lão tổ nhà họ Đường cũng bị đánh trọng thương. Nếu không phải vậy thì Đường Tuyết Xoanh cũng không đến mức một thân một mình xuất hiện tại sân bay. Nếu như có thể có chút quan hệ với nhà họ Kim thì nhà họ Đường có cơ hội được cứu khỏi cảnh cùng quẫn. Kể cả nhà họ Cố thì có mạnh thì cũng không dám đối đầu với Nam Hoàng Kim Vô Đạo. Tin tức một thanh niên trẻ tuổi là sư phụ của Kim Vô Đạo nhanh chóng được đồn thổi khắp Giang Nam. Cái gì? Sư phụ của Nam Hoàng xuất hiện? Sốt cục người này là ai? Sao có thể là một thanh niên được? Các thế lực lớn nhỏ ở Giang Nam đều nghe tin, không ít người tỏ ra ngỡ ngàng vì dù sao người được coi là sư phụ của Nam Hoàng nhất định có thực lực kinh người. Trong một lâm viên ở Giang Nam, một lão già đang ngồi hóng gió trò chuyện với một người đàn ông trung tuổi trong ngôi đình nhỏ. Đột nhiên quản gia hớt hải chạy tới, vừa nói vừa hét, gia chủ, không ổn rồi. Quản gia vừa chạy tới gần thì phát hiện lão già kia cũng có mặt, vội khom người quỳ gối, cúi đầu cung kính nói, Cố Thạc không biết lão tổ cũng ở đây, xin lão tổ lượng thứ. Có việc gì mau nói đi, hớt hải như vậy còn ra thể thống gì, người đàn ông trung tuổi được gọi là gia chủ lên tiếng. Vâng, vâng, nhà họ Đường, nhà họ Liễu và nhà họ Kim đã tới sân bay rồi ạ. Tối qua nhiệm vụ của âm võng đã có người nhận nhưng hôm nay bọn họ báo về đã thực hiện thất bại. Nghe nói có một thanh niên trẻ tuổi cứu Đường Tuyết Xoanh, và lại người này còn đánh Tạ Khôn, trưởng lão nhà họ Liễu. Người của nhà họ Kim cũng xuất hiện tại sân bay, và lại, Nam Hoàng còn gọi tên trẻ tuổi đó là sư phụ. Nghe quản gia nói vậy, người đàn ông trung tuổi lập tức đứng dậy, cau mày, cái gì? Sư phụ của Nam Hoàng. Thực lực của Nam Hoàng khiến nhà họ Cố thị của hắn cũng phải kiêng dè, nếu sư phụ của Nam Hoàng xuất hiện thì chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện hỗn loạn hơn. Thâm Nhi, không phải hoang mang, đúng lúc này, lão già đột nhiên đứng dậy. Lão ta chính là Cố Ngôn, lão tổ của nhà họ Cố thị. Cậu nói đó là một thanh niên sao? Nam Hoàng quả nhiên gian dảo, dám lôi ra một tên từ đâu để lừa chúng ta. Chắc chắn lão ta cho rằng dựa vào cái tên đó khiến chúng ta chùn bước. Nhưng diễn xuất của lão quá lộ liễu, tìm ai không tìm lại tìm một tên mới hai mấy tuổi đầu. Lập tức phái người đi điều tra, xem gần đây nhà họ Kim có động thái gì. Vâng, quan giả Cố Thạc nghe xong thì lập tức vâng lệnh, quay người rời đi. Ở một nơi khác, Đinh Dũng đã cùng Kim Vô Đạo về tới nhà họ Kim. Phủ đệ của nhà họ Kim được xây dựng trong một lâm viên phía tây ngoại ô của tỉnh Giang Nam, cả lâm viên chiếm diện tích cũng phải đến hàng chục km. Xung quanh trồng đầy trúc, thậm chí còn có một ngọn núi nhỏ ngự ở sau. Lần này Đinh Dũng tới đây là để giúp Kim Vô Đạo giải quyết khó khăn, sau đó nhanh chóng tới Đế Kinh, lấy những món đồ trong phủ đệ của mình ra. Hiện giờ việc cấp thiết nhất chính là tăng thực lực, có trời mới biết những đại yêu bị trấn áp dưới núi bao giờ thoát ra ngoài. Đinh Dũng thậm chí còn hoài nghi đại yêu ở dưới núi Bắc Cảnh cũng đã ra ngoài rồi, chỉ là chúng đang ẩn núp, không lộ diện ra mà thôi. Nếu không thì cũng không đến mức có nhiều tuyết quái như vậy xuất hiện. Cho dù hiện giờ trên thế giới xuất hiện khả năng tiến hóa nhưng cũng không thể đồng thời xuất hiện nhiều loài thú tiến hóa như vậy. Ngoài ra, sau khi kiểm tra và thăm dò Giang Nam, Đinh Dũng mới nhận ra sự tiến hóa của những loài thú ở Bắc Cảnh không mấy giống những vùng khác. Người hay thú vật ở những nơi khác sau khi tiến hóa đều có được khả năng đặc biệt còn Bắc Cảnh lại khác, những động vật ở đây dựa trên nền tảng của bản thân. Tăng nhanh về tốc độ cũng như sức mạnh và hình thể. Nếu một, hai trường hợp thì có thể nói là trùng hợp nhưng những loài thú mà Đinh Dũng gặp ở Bắc Cảnh đều như vậy nên mới kỳ lạ. Chỉ có những người ở Bắc Cảnh sau khi ăn dị quả thì không khác những nơi khác. Điều này càng khiến người ta phải hoài nghi. Có điều Đinh Dũng không nói việc này ra, chỉ cần anh tăng nhanh thực lực thì cho dù là nguyên do gì cũng không thành vấn đề.
Hiện giờ thực lực kim đan của Đinh Dũng khi đối mặt với những đại yêu kia căn bản không đủ đấu chọi. Muốn đấu lại chúng, chỉ ít phải đạt tới cảnh giới hóa thần. Vâng, thưa sư phụ, trước đây con chưa từng nghe nói đến, mới 2 tháng gần đây xuất hiện, thực lực bọn họ rất mạnh, Kim Vô Đạo cau mày nói. Ông ta hiểu rõ con cháu mình, có thể thực lực của bọn họ rất tốt nhưng nếu bảo đi săn bắt thì bọn họ căn bản không hề có kinh nghiệm. Việc ở núi Nhạn Đãng bao giờ tổ chức, Đinh Dũng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi. 10 ngày nữa ạ, Kim Vô Đạo hít vào một hơi thật sâu nói. Vậy con đưa các tiểu bối cùng ta tới đế kinh trước. Ta có cách giúp chúng tăng lên một tầng cảnh giới mới trong vòng 10 ngày, Đinh Dũng nói. Thật sao ạ, đa tạ sư phụ, có lời này của sư phụ, con yên tâm rồi ạ, giờ con đi sắp xếp ạ, Kim Vô Đạo mừng ra mặt. Ông ta rời đi chỉ còn lại Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng. Không ngờ người lại là sư phụ của ông con rất hiếu kỳ. Lẽ nào anh là sư phụ của ông tôi thật sao? Anh bao nhiêu tuổi rồi, Kim Tư Kỳ rối bời, không biết bắt đầu từ đâu, nhìn Đinh Dũng như nhìn một động vật gì đó hiếm có trên đời vậy. Tôi không nhớ rõ nữa. Chừng hơn 6.000 tuổi, Đinh Dũng nhìn lên trời, ánh mắt như đang hồi tưởng. Hơn 6.000 năm rồi. Anh vẫn luôn trầm luân trong chốn phàm tục hồng trần, đừng nói là đi theo nữ oa đại thần, đến cả đạt được phong độ như năm xưa cũng là điều xa xỉ. Không sai, từ kiếp đầu tiên sau khi đạt đến võ đạo tuyệt đỉnh, Đinh Dũng chưa bao giờ đạt được cảnh giới đó một lần nữa. Sau này linh khí trên trái đất ngày càng ít ỏi, tu vi của Đinh Dũng cũng bị hạ đi nhiều, vả lại vì cơ thể phàm trần mục giữa, mỗi lần đạt tới đỉnh cao, anh cũng đã trở nên già yếu, chỉ còn cách đoạt xác mới và làm lại từ đầu. Ha ha, hơn 6.000 tuổi, Kim Tư Kỳ nghe xong thì bật cười. Rõ ràng không thể tin những gì Đinh Dũng vừa nói. Đinh Dũng không giải thích gì thêm, chỉ nhoẻn miệng cười rồi sải bước đi trước. Khu rừng này rất rộng, Đinh Dũng đi một vòng và nhận ra đây là mảnh đất với địa thế trời ban, bên dưới còn có linh mạch, nếu có thể tận dụng nó thì linh khí ở đây dù không đạt được tiêu chuẩn thông thiên thì cũng có thể miễn cưỡng được như linh khí ở Thanh Thành Sơn. Lúc này, ở một nơi khác, Kim Vô Đạo đã gọi 3 người con tới để giao nhiệm vụ trước khi đi. Kim Vô Đạo có 3 người con lần lượt là Kim Văn, Kim Võ và Kim Thành. Kim Văn và Kim Thành vốn không ưa nhau. Kim Văn được Kim Vô Đạo giao cho cai quản kinh tế vùng phía Nam và phía Tây, còn Kim Thành được giao cho lệnh bài quản lý hình đường. Duy chỉ Kim Thành không nhận được lệnh giao cai quản mà cùng con trai là Kim Sán theo Kim Vô Đạo tới đế kinh. Kim Thành mới chỉ hơn 40 tuổi nhưng khỏe mạnh và cường tráng hơn 2 người anh của mình, võ đạo của ông ta cùng thâm hậu hơn. Có điều ông ta lại không giỏi ăn nói nên mấy năm nay chịu thiệt thòi không ít. Thành Nhi, thực lực của con hiện giờ thế nào? Kim Vô Đạo đợi 2 người con kia rời đi mới lên tiếng hỏi. Thưa bố, con vẫn làm theo bố dạy, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, hiện giờ đã đạt tới tầng thứ 10 luyện khí rồi ạ, Kim Thành thật thà lên tiếng. Tiếc rằng hô hấp thuật không được sư phụ cho phép nên ta không thể truyền cho con, nếu không thì hiện giờ con đã có thể đột phá rồi, Kim Vô Đạo hít vào một hơi thật sâu. Không có hô hấp pháp, thực lực của Kim Thành sẽ kém xa những võ sĩ luyện khí tầng đỉnh phong, chỉ có thể so sánh với những võ sĩ đỉnh phong phàm tục thông thường. Ông ơi, có phải ông dẫn 2 bố con cháu đi gặp sư tổ không? Kim Sán lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Kim Thành hơi sững người. Nếu là vị cao nhân mà bố ông ta vẫn luôn tôn thờ xuất hiện thì thật tốt. Chỉ cần vị cao nhân đó đồng ý, ông ta có thể tu luyện hô hấp pháp, tới lúc đó thực lực chắc chắn lên tầm cao mới. Không sai, giờ ta dẫn 2 con tới gặp sư tổ. Thành Nhi, lát nữa gặp sư tổ nhớ phải linh hoạt một chút, thể hiện hết thực lực của con ra. Vâng, bố yên tâm ạ, Kim Thành hào hứng, vội gật đầu. Kim Vô Đạo đã gọi Kim Tư Kỳ từ trước. Biết Kim Tư Kỳ và Đinh Dũng đang ở rừng cây trong lâm viên. Sư phụ, đây là Kim Thành con trai con và Kim Sán, cháu của con ạ, Kim Vô Đạo cung kính chắp tay chào Đinh Dũng. Nghe tiếng, Đinh Dũng quay lại nhìn 2 người phía sau. Anh chỉ dừng ánh mắt trên người Kim Thành một lát, cuối cùng khi nhìn thấy Kim Sán, Đinh Dũng chợt cau mày, giơ tay túm lấy cổ tay Kim Sán. Hành động đột ngột của Đinh Dũng khiến Kim Sán giật mình. Vô thức toàn lùi về sau nhưng tốc độ của Đinh Dũng quá nhanh, cậu ta căn bản không kịp né tránh. Thể chất đặc biệt quá, Đinh Dũng nắm cổ tay Kim Sán, không khỏi thẳng thốt. Vừa rồi chỉ cần nhìn thấy Kim Sán, anh đã nhận ra cậu ta có thần thể tự nhiên, thể chất nghịch thiên thế này rõ ràng là một sự tồn tại hiếm có.
Nếu như ở thời thượng cổ thì đó chính là thể chất có thể sánh với thần quỷ, một khi trưởng thành gần như chắc chắn sẽ trở thành võ sĩ đạt cảnh giới lục địa thần tiên. Tốc độ và thể lực của Sán Nhi có thể sánh với các võ sĩ đỉnh phong nhưng cảnh giới võ đạo lại tiến triển rất chậm, 10 năm rồi mới chỉ đạt tới tầng thứ 3 võ đạo, mong sư phụ chỉ giáo. Còn không mau quỳ xuống, Kim Vô Đạo cung kính chắp tay với Đinh Dũng rồi quay sang nói với Kim Sán. Tới đế kinh, ta sẽ chọn cho con một công pháp phù hợp với thần lực của con, nhớ phải chăm chỉ tu luyện, sớm đạt được cảnh giới luyện khí đỉnh phong. Đa tạ sư tổ, Kim Sán cảm kích, vội gật đầu. Con đưa thêm vài người tới đế kinh, sẽ có nhiều đồ cần chuyển lắm đấy. Tống Long đâu, bảo nó đi cùng, Đinh Dũng gật đầu với Kim Sán, sau đó quay sang Kim Vô Đạo nói. Hiện giờ các thế lực ở đế kinh phức tạp, chúng ta lại không thông thạo đường ở đó nên khó tránh khỏi gặp rắc rối. Con đã cho Tống Long tới thăm dò trước rồi, Kim Vô Đạo chắp tay trả lời. Đinh Dũng nghe xong thì thấy yên tâm hơn, nghĩ một lát, Đinh Dũng lại quay sang nói với Kim Tư Kỳ, con cũng đi cùng đi. Vâng, Kim Tư Kỳ có hơi bất ngờ nhưng không dám hỏi thêm gì. Sau đó, Kim Vô Đạo, Kim Thành và Kim Sán cùng đi sắp xếp chuẩn bị cho chuyến đi. Kim Vô Đạo sắp xếp mọi việc quả nhanh gọn dứt khoát. Khi Đinh Dũng tới cửa Lâm Viên đã có 6 chiếc xe thương mại xếp thành một hàng đợi ở cửa. Phía trước 6 chiếc xe này là chiếc xe Việt Dã màu đen. Chúng ta ngồi xe này ạ, Kim Tư Kỳ nhận được tin nhắn dặn dò của Kim Vô Đạo nên lúc này nhanh chóng dẫn Đinh Dũng tới bên chiếc xe Việt Dã, mở cửa làm tư thế mời. Thấy bộ dạng đó của Kim Tư Kỳ, Đinh Dũng nhướng mày, con lên trước đi, trước mặt ta không cần quá thận trọng như vậy. Ta vẫn thích dáng vẻ bá đạo trước kia của con hơn. Đoàn xe từ từ di chuyển, chiếc xe Việt Dã dẫn đầu, do Kim Sán lái, chạy như bay về phía trước. Ở hàng ghế sau là Kim Vô Đạo, Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ. Giang Nam cách đế kinh không quá xa, lái xe mất 6, 7 tiếng là có thể tới nơi. Có điều chiếc xe chưa đi được bao lâu thì đột nhiên lốp xe ma sát với mặt đất, theo quán tính, cả đoàn người đều đổ nhào về trước vì phanh gấp. Cũng may Kim Thành và Kim Sán đều thắt dây an toàn, nhưng Kim Tư Kỳ ở hàng ghế sau lại không may mắn như vậy. Cô cứ thế lao về trước. Đinh Dũng cau mày, nhanh chóng giơ tay kịp thời kéo lấy tay Kim Tư Kỳ. Thấy phía trước có người chặn xe, Kim Vô Đạo cau mày, nhưng ông ta còn chưa kịp có hành động gì thì đã nghe thấy tiếng súng vang lên. Thành Nhi, mau tập kết mọi người, bố muốn xem là ai dám cản đường nhà họ Kim, Kim Vô Đạo tức tối ra mặt. Sư phụ, người ở trên xe, con xuống xe xem, nói rồi, Kim Vô Đạo lập tức quay người bước xuống xe. Con đường vốn nhỏ hẹp, đến đèn tín hiệu còn chẳng có, lúc này ở đầu đường lại có 3 chiếc xe đỗ ngang, chỉ cần nhìn là biết có người cố ý chắn đường. Lúc này, từ 4 phương 8 hướng chợt xuất hiện cả đám người mặc đồ đen bao vây về phía nhóm người của Kim Vô Đạo. Kim gia chủ, không ở nhà nghỉ ngơi mà đi đâu thế, cầm đầu là một gã đàn ông trung tuổi mặc đồ đen, mặt mày tôi độc nhìn Kim Vô Đạo. Hừ, Đinh Tu, hóa ra là một con chó nhà họ Lã thị. Tôi khuyên cậu tối nhất tránh đường, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Đinh Tu cũng có chút danh tiếng ở Giang Bắc. Danh hiệu đệ nhất khoái đao cũng không phải tự nhiên mà có. Thực lực của hắn rất mạnh, chí ít cũng phải ở tầng võ đạo đại sư. Trước đây Kim Vô Đạo vẫn luôn muốn chiêu mộ hắn về nhà họ Kim nhưng vẫn chưa thể thành công. Nào ngờ 2 ngày trước Đinh Tu đột nhiên tuyên bố gia nhập vào nhà họ Lã thị, trở thành môn khách ở đây. Giờ tôi không còn là Đinh Tu nữa. Tôi tên Lã Tu, Đinh Tu nhướng mày, nhìn Kim Vô Đạo lắc đầu, Lã Tu tôi mặc dù chưa chắc đã là đối thủ của ông. Nhưng ông nghĩ rằng có thể thoát khỏi bàn tay nhà họ Lã sao? Lão Thái gia nói rồi, chỉ cần Nam Hoàng đi với chúng tôi một chuyến thì những người khác chúng tôi có thể bỏ qua. Nghe vậy, Kim Vô Đạo còn chưa trả lời thì Kim Sán tức tối không nhịn nổi, lập tức lên tiếng, khốn khiếp, tôi giết ông, thấy Lã Tu bất kính với ông mình, Kim Sán lập tức lao lên. Ha ha ha, đúng là bồng bột nông nổi, Lã Tu bật cười mỉa mai. Dứt lời. Trong tay ông ta lóe lên ánh sáng sắc lạnh. Lã Tu không những thân pháp nhanh như điện mà đao pháp cũng hết sức gọn lẹ. Chỉ trong chớp mắt, con dao sắc lẹm rẽ ngang trời. Mặt mày ai nấy tái nhợt, Kim Vô Đạo toan lao lên nhưng đã muộn. Con trai, Kim Thành gào thét, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao đang từ từ rạch vào cổ con trai mình. Lã Tu cười tôi độc, lòng bàn tay vận thêm sức mạnh. Có điều đúng lúc này, Lã Tu chợt run người.
một lực đạo khủng khiếp truyền qua mũi dao khiến hắn ta ngỡ ngàng, chỉ biết trơ mắt nhìn trước ngó sau. Không biết từ bao giờ, một thanh niên đã tới trước mặt Lã Tu, đứng chắn giữa hắn và Kim Sán. Đinh Dũng dùng hai ngón tay kẹp chặt lưỡi dao, sau đó khẽ gảy, lưỡi dao lập tức bay ra ngoài. Lã Tu cầm chặt chuôi dao nhưng cơ thể mất kiểm soát, cứ thế lùi về sau mấy bước mới dừng lại, toàn thân run rẩy, thở không ra hơi. Hắn sững người, thực lực của Kim Vô Đạo vốn dĩ đủ khiến hắn phải kiêng dè. Hiện giờ bên cạnh Kim Vô Đạo còn xuất hiện một cao thủ thần bí như Đinh Dũng khiến hắn chợt cảm thấy hối hận vì không dẫn thêm người tới đây. Nhà họ Lã Thị mà hắn ở là thế gia theo võ đạo. Có thể về tiền bạc và quyền thế bọn họ không bằng vài gia tộc hào môn khác nhưng nếu luận về võ đạo thì lại là thế mạnh của bọn họ. Không nói những cái khác, chỉ xét là môn khách tầng võ đạo đại sư đã có tới 5 người, lại thêm hai con trai của gia chủ nhà Lã Thị, đã đạt tới tu vi võ đạo. Đao pháp nhanh đấy, nhưng thực lực không ổn, dẫn người của anh rời khỏi đây, tôi sẽ không giết anh. Nếu như là trước đây, chỉ cần là người dám làm Đinh Dũng bị thương như Lã Tu thì sẽ trở thành cái xác. Có điều hiện giờ Đinh Dũng đã ý thức sâu sắc thế giới này thế nào. Sức mạnh của con người quá yếu, có thể xuất hiện một cao thủ như Lã Tu thì không hề đơn giản do vậy mà Đinh Dũng không muốn giết một nhân tài như vậy. Có điều Lã Tu lại không nghĩ nhiều, hắn lại cho rằng vừa rồi do mình sơ ý. Lúc này, hắn nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Đinh Dũng, không biết từ lúc nào, trong tay hắn đã có thêm một con dao. Lã Tu chấp lấy thời cơ chảm một đao thật mạnh xuống với tốc độ nhanh như điện. Xoẹt, Đinh Dũng nhanh chóng ẩn người, cơ thể anh biến mất không nhìn rõ bóng hình. Lã Tu một đao chảm vào không gian, có điều hắn chưa kịp làm gì thêm thì đã thấy sau lưng đau nhói, máu tươi cứ thế phun trào ra khỏi miệng. Đinh Dũng dùng tay bóp chặt vai Lã Tu khiến xương vai hắn gãy răng rắc. Sau đó anh vung tay tung đòn. A, Lã Tu gào lên đau đớn, cứ thế bay ra ngoài, còn Đinh Dũng thu tay về, phất phạt áo, nhìn hắn lãnh đạm nói, cút. Đây là lần đầu tiên Đinh Dũng quang minh chính đại dùng linh lực. Kim Vô Đạo là đệ tử của Đinh Dũng, đụng tới Kim Vô Đạo cũng chính là đụng tới vảy ngược của Đinh Dũng. Thương thế như vậy căn bản không có khả năng hồi phục. Hai vai bị phế có nghĩa là võ công bị phế. Kim Vô Đạo thấy vậy không dám chậm trễ. Lập tức ra lệnh, Thành Nhi, dẫn người đột phá vòng vây. Vâng, Kim Thành dẫn người xông lên. Có điều đúng lúc này, một giọng nói chợt lên trong đám người mặc đồ đen, muốn chết. Kim Vô Đạo cau mày, quay đầu nhìn. Khi nhận ra Lã Tử Lâm, mặt ông ta chợt tối sầm cả lại. Lã Tử Lâm chính là một trong hai người con trai của nhà họ Lã Thị. Không ngờ hắn cũng đến đây. Nhà họ Lã tự tin chảm sát người ở đây thế này, xem ra bên trong gia tộc có nội gián rồi. Kim Vô Đạo vô thức lên tiếng, sư phụ, cẩn thận. Vì bên cạnh Lã Tử Lâm là vài người đàn ông trung tuổi dáng người không cao, trên vai còn kiêng một khẩu bazooka. Bằng, tiếng súng nổ vang một góc trời, một viên đạn bắn ra khỏi nòng hướng về phía Đinh Dũng. Sư phụ, thấy vậy, Kim Vô Đạo chợt lao lên toàn đỡ thay Đinh Dũng. Đinh Dũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh thoát ẩn rồi kéo theo Kim Vô Đạo chạy ngay khỏi đó. Mặc dù Đinh Dũng không sợ vũ khí nóng nhưng khẩu bazooka này có uy lực quá lớn. Với sức mạnh cơ thể hiện giờ của anh thì không đủ để đấu chọi với vũ khí nóng hạng nặng thế này. Có điều Đinh Dũng kéo theo Kim Vô Đạo nên tốc độ chậm đi rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, quả đạn đã rơi xuống đất. Đùng, âm thanh bùng nổ trong không gian, còn Đinh Dũng và Kim Vô Đạo lúc này mới chỉ chạy được một quãng, bọn họ cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy ở phía sau như sắp nuốt chửng Kim Vô Đạo đến nơi. Liều thôi, Đinh Dũng nghiến răng hít vào một hơi thật sâu, linh lực trong cơ thể cuộn trào, kim đan di chuyển liên tục và phóng ra luồng linh lực vô cùng lớn. Linh lực thoát ra khỏi lòng bàn tay Đinh Dũng, hình thành một màn chắn bảo vệ trước mặt anh giống như vỏ trứng, bao bọc lấy hai người ở bên trong. Cố trụ cho ta, Đinh Dũng nghiến răng rít lên. Loại tổn hại về vật lý thế này, cho dù Đinh Dũng có thể chống được nhưng chắc chắn hao tổn một lượng linh lực cực kỳ lớn. Ở phía xa, Lã Tử Lâm thấy hai người bị nuốt chửng trong làn khói thì bật cười ha hả, cái gọi là Nam Hoàng chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Bố, thấy bố mình mất dạng trong làn khói, Kim Thành đau đớn thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bùng lên mà quỳ phịch xuống đất. Kim Thành uất ức toan lao lên giết Lã Tử Lâm nhưng ông ta còn chưa lại gần đã có hai người xuất hiện trước mặt Lã Tử Lâm, một người chính là người đàn ông trước đó kiêng bazooka, người còn lại là một lão già tóc hoa râm.
Lúc này người đàn ông trung tuổi khiêng ba Joker ban nãy đã nhanh chóng di chuyển tới trước mặt Kim Thành, tung một chưởng vào ngực khiến ông ta bay ngay ra khỏi đó, máu tươi trào ra khỏi miệng. Bắt bọn họ lại cho tôi, Lã Tử Lâm ra lệnh cho hai người đàn ông bắt người phía Lã Thành lại. Nghe vậy, người đàn ông trung tuổi lập tức vâng lệnh, dẫn cả đám đàn em ép về phía Kim Thành. Dầm, bụi bay mịt mù, một bóng người chậm rãi đi ra khỏi đám khói lửa, và người đó không ai khác chính là Đinh Dũng vừa bị khói lửa nhấn chìm ban nãy. Theo sau anh là Kim Vô Đạo, cả hai người không hề hấn gì. Lúc này linh lực trong cơ thể Đinh Dũng bị hao tổn nghiêm trọng. Tình huống vừa rồi đã khiến Đinh Dũng mất đi ít nhất là một nửa thực lực. Sao có thể thấy Đinh Dũng và Kim Vô Đạo, Lã Tử Lâm và lão già bên cạnh hắn thất thần. Lão già kia nhìn Đinh Dũng với ánh mắt hoài nghi, bởi lão rất rõ thực lực của Kim Vô Đạo, muốn sống sót dưới súng đạn thế này thì dù có ở cảnh giới tông sư cũng không làm được. Thực lực của Đinh Dũng quả không hề đơn giản. Bố, bố không sao rồi, Kim Thành sững người, mừng rớt nước mắt. Còn Lã Tử Lâm mặt mày tối sầm cả lại, trong ánh mắt mang theo vẻ tàn độc. Hắn biết lần này mình đã tính toán sai lầm rồi. Hắn không thể ngờ nhà họ Kim lại có một cao thủ thần bí như Đinh Dũng, đến cả uy lực của súng đạn cũng không hề hấn gì. Đinh Dũng sải bước về phía trước, mặt lạnh như hàn băng, quả đạn vừa rồi do ai bắn. Lã Tử Lâm nghe vậy thì run rẩy, có một dự cảm chẳng lành, hắn lắp bắp, không ngờ mày có thể sống sót, là bổn thiếu gia tính toán sai lầm, nhưng mày vẫn phải chết. Giây phút sau đó, chỉ thấy lão già bên cạnh Lã Tử Lâm mặt mày tái đi. Còn Đinh Dũng đã vung tay về phía Lã Tử Lâm. Thấy vậy, lão già lập tức lao lên với tốc độ nhanh kinh người khiến Đinh Dũng không thể không đổi mục tiêu. Muốn đụng đến Lã thiếu gia phải qua ải của tôi, lão già với khí thế hừng hực, lão ta đã đạt cảnh giới bán bộ tông sư. Thành lão, giết hắn đi, thấy Thành lão chặn Đinh Dũng lại, Lã Tử Lâm nhếch miệng cười tôi độc. Thành lão tên đầy đủ là Lý Thành. Vì đời bố ông ta đã ở nhà họ Lã làm nô bộc nên từ nhỏ ông ta đã được gọi bằng họ Lã, trở thành người bảo vệ kề cận bên Lã Tử Lâm. Sư phụ, giao cho con, Kim Vô Đạo há có thể để cho kẻ khác lấn lướt như vậy. Đây chẳng khác gì một sự sỉ nhục với địa vị tối cao của ông ta. Đinh Dũng nghe xong lập tức hiểu ý, để Kim Vô Đạo xử lý Thành lão, còn mình quay sang Lã Tử Lâm. Mày đừng có lại đây, Lã Tử Lâm mặt cắt không còn giọt máu. Hắn vội lùi về sau, tao cảnh cáo mày, đừng có tiến lên, nếu không đừng trách bổn thiếu ra đây không khách khí. Chúng mày còn ngây ra đấy làm gì, còn không lên cho bổn thiếu ra, thấy Đinh Dũng vẫn không dừng bước, Lã Tử Lâm hạ lệnh cho những tên đi cùng. Cả đám vệ sĩ chạy chắn trước mặt Lã Tử Lâm và người đàn ông trung tuổi. Tên nào tên nấy nhìn Đinh Dũng mà run không đứng vững. Một kẻ đến cả bom đạn cũng có thể địch lại thì chúng sao có thể là đối thủ. Mày rốt cục muốn thế nào, người đàn ông trung tuổi nuốt nước bọt cái ực, nhìn Đinh Dũng mà hỏi với giọng điệu nghi ngờ. Đinh Dũng lãnh đạm, quả đạn vừa rồi do ông bắn phải không? Phải thì sao, người đàn ông trung tuổi nghiến răng, bấm bụng lên giọng uy hiếp. Lúc này chỉ còn mình Lã Tử Lâm đứng chôn chân tại chỗ. Đinh Dũng chẳng cho hắn cơ hội phản kháng, cứ thế lao lên trước, đẩy bàn tay tung một chưởng vào ngực khiến hắn bay ra khỏi đó như con diều đứt dây, ói ra cả miệng máu. Ở nơi khác, Kim Vô Đạo cũng đã kết liễu mạng sống của Thành lão trong phút chốc. Suy nghĩ của nhà Lã Thị và nhà Cố Thị đều giống nhau, ngay từ đầu chỉ muốn đẩy nhà họ Kim xuống vực. Bọn họ đều là những gia tộc thâm căn cố đế ở vùng Giang Nam, hiện giờ lần lượt xuất hiện đương nhiên muốn thôn tính nhà họ Kim để lên làm bá chủ. Có điều thực lực của Kim Vô Đạo lại khiến bọn họ phải kiêng dè. Hiện giờ Kim Vô Đạo đã đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư. Nên biết rằng trong gia tộc võ đạo như nhà họ Lã cũng chỉ có hai võ sĩ đạt tới võ đạo tông sư mà thôi. Và lại cả hai người này quanh năm bế quan, căn bản không màng tới những chuyện đời thường thế tục. Hiện giờ nhà họ Lã và nhà họ Cố đấu chọi lẫn nhau. Không ai nhường ai, nhưng một khi nhà họ Kim nghiêng về một bên thì bên còn lại chắc chắn rơi vào thế yếu. Đây cũng là lý do khiến bọn họ không dám gây áp lực quá lớn cho nhà họ Kim vì dù sao thì chẳng ai muốn Kim Vô Đạo nghiêng về bên nào. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách thương lượng với Kim Vô Đạo sau đó tính cách thôn tính thế lực nhà họ Kim dần dần, ép Kim Vô Đạo cúi đầu. Sư phụ, Kim Vô Đạo đạp mạnh vào ngực Lý Thành rồi quay sang nhìn Đinh Dũng. Hiện giờ nhà họ Lã cũng đã ra mặt, tình thế cấp bách, Đinh Dũng không chần chừ thêm.
anh cùng Kim Vô Đạo nhanh chóng lên xe đi Đế Kinh. Khung cảnh của Đế Kinh không khỏi khiến người ta ngỡ ngàng. Nó không hề phồn hoa như trong tưởng tượng của mọi người, ngược lại còn cho người ta cảm giác ảm đạm. Tống Long dẫn theo hai người đứng ở đầu đường đón đoàn người. Sư phụ, sư tổ, Tống Long cung kính khom người chào Đinh Dũng và Kim Vô Đạo. Đinh Dũng gật đầu. Kim Vô Đạo lập tức hỏi, gần đây Đế Kinh không xảy ra chuyện gì chứ? Sư phụ, hai ngày trước Đế Kinh vừa xảy ra một việc chấn động. Cũng may con tới đây thăm dò và sắp xếp trước, nếu không, đoàn xe của chúng ta rất khó vào trong khu nội thành. Kim Vô Đạo có một dự cảm chẳng lành. Phủ đệ của Đinh Dũng ở Đế Kinh ngoài ông ta ra thì chẳng có ai biết cả. Hiện giờ khu nội thành có vấn đề có nghĩa là phủ đệ của Đinh Dũng rất có khả năng bị ảnh hưởng. Tống Long nói tiếp, nghe nói có một ngôi chùa tên là Bạch Mã sắp phải dỡ bỏ, nhưng người trụ trì lại không muốn rời đi nên việc này mãi vẫn không thể chấm dứt. Là thế lực nào muốn dỡ chùa, Kim Vô Đạo tỏ vẻ khó hiểu. Nghe nói là ý của nhà họ Trần ở Đế Kinh, bên trên đã ra thông báo rồi, hiện giờ chùa Bạch Mã như gặp phải đại địch, phòng bị nghiêm ngặt đến cả con ruồi cũng đừng hòng bay qua. Nhà họ Trần gần như không muốn bỏ qua chùa Bạch Mã, mấy ngày nay phái đi không ít cao thủ bao vây chùa, không cho bọn họ ra ngoài, Tống Long không nhận ra vẻ mặt khác thường của Kim Vô Đạo, cứ thế thuật lại mọi việc. Sư phụ, phủ đệ của người nằm dưới chùa Bạch Mã. Các sư tăng không biết việc ở bên dưới chùa, còn nhà họ Trần lại xuất hiện đúng lúc này, e là bọn họ đã phát hiện được gì đó. Nghe Kim Vô Đạo nói vậy, Đinh Dũng lắc đầu nói, cho dù là vậy thì không có lệnh bài của ta, bọn họ cũng không vào được. Trước đây Đinh Dũng để lại một gia tộc họ Vương canh giữ phủ đệ, cũng không biết hiện giờ gia tộc đó còn ở đây hay không. Có điều nơi này đã thành chùa rồi, cho dù nhà họ Vương vẫn còn ở đó thì e rằng cũng không còn thực hiện nhiệm vụ mà Đinh Dũng giao cho bọn họ năm xưa nữa. Hồi lâu, Đinh Dũng mới nhìn sang Kim Vô Đạo, nói chúng ta tới chùa Bạch Mã xem có chuyện gì. Vâng, trước đó con cũng đã có lần tới chùa Bạch Mã một lần, cũng đã từng tiếp xúc với Viên Giác Đại Sư. Chúng ta tới hỏi xem sao ạ? Có điều Viên Giác Đại Sư là một cao thủ, sư phụ gặp nhất định phải cẩn thận, Kim Vô Đạo vội gật đầu. Mục đích lần này tới đây là để đem đồ trong phủ đệ của Đinh Dũng ra cho nên càng bí mật càng tốt, nếu bị người ngoài biết thì sợ rằng sẽ kéo theo không ít rắc rối, do vậy mà Đinh Dũng và Kim Vô Đạo bắt taxi đi thẳng tới chùa. Chùa Bạch Mã hiện giờ cô quạnh, gần như không thấy bóng dáng Phật tử tới dâng hương như trước nữa. Đinh Dũng nhìn cửa chùa kiên cố mà không khỏi cau mày. Không ngờ bên trên phủ đệ xưa kia của anh hiện giờ là cả ngôi chùa vĩ đại như vậy. 2. Người đến chùa ngày càng ít, hiện giờ bên ngoài toàn là người nhà họ Trần, bọn họ muốn đuổi cùng giết tận đây mà, một hòa thượng trung tuổi nói với hòa thượng khác ở bên. Thế cục hỗn loạn, Phương Trượng Đại Sư không muốn bán chùa đi, có điều nhà họ Trần quả thực quá mạnh, hòa thượng còn lại đáp lời. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chợt thấy Đinh Dũng và Kim Vô Đạo thì cả hai đều thay đổi sắc mặt. Lập tức im bặt. Các người là ai? Vào đây bằng cách nào? Hòa thượng trung tuổi lập tức lên tiếng. Chào thầy, tôi là một người bạn cũ của Viên Giác Đại Sư, phiền thầy báo giúp tôi một tiếng, tôi muốn gặp Viên Giác Đại Sư, Kim Vô Đạo đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Phương Trượng Đại Sư không được khỏe, mời hai vị về cho. Hòa thượng trung tuổi mặt mày nghiêm túc lắc đầu, kiên quyết chắn đường từ chối. Nghe vậy, Kim Vô Đạo tối sầm mặt. Ông ta đường đường là Nam Hoàng, nói năng như vậy cũng đã là nể mặt chùa Bạch Mã lắm rồi, không ngờ vị tăng lữ này lại không biết điều như vậy. Kim Vô Đạo không hề nể nang, cứ thế cùng Đinh Dũng tiến lên. Vị hòa thượng trung tuổi kia lập tức lao về phía Đinh Dũng như hổ lao vào mồi. Ông là võ tăng, Đinh Dũng lùi về sau, né tránh đòn tấn công của vị hòa thượng trung tuổi, vị đà trưởng, quả nhiên lợi hại. Đinh Dũng không hề né tránh, cứ thế chịu một đòn giáng vào ngực. Có điều lực đạo mạnh như vậy giáng thẳng vào Đinh Dũng lại chẳng thể khiến anh di chuyển. Ngược lại, Đinh Dũng chỉ khẽ nhích vai đã khiến vị tăng lữ kia bị bật bay ngược ra ngoài. Viên Giác Đại Sư bị thương. Chúng tôi không phải là người của nhà họ Trần. Tôi là gia chủ nhà họ Kim ở Giang Nam, Kim Vô Đạo. Lần này chúng tôi tới là có chuyện muốn bàn với Viên Giác Đại Sư, Kim Vô Đạo ngỡ ngàng. Dù vậy, Tuệ Trần Hòa Thượng vẫn không tin. Ông ta lập tức vùng dậy. Tạo tư thế phòng bị. Đinh Dũng thấy bộ dạng đó của vị võ tăng, rõ ràng là không muốn cho anh cùng Kim Vô Đạo vào trong.
Anh cũng không muốn làm khó người của chùa Bạch Mã vì dù sao lần này tới đây cũng là vì muốn bàn bạc với người ở chùa, do vậy nên anh không nhất thiết phải ra tay với người ở đây. Đương lúc Đinh Dũng còn đang phân vân thì đột nhiên có tiếng hét từ xa vọng lại, Tuệ Trần sư thúc, Tuệ Mẫn sư thúc, không ổn rồi, Phương Trượng đại sư không ổn rồi. Sau đó, hai vị đại sư cùng các tăng lữ xung quanh lập tức chạy về một phía. Thấy vậy, Đinh Dũng cùng Kim Vô Đạo lập tức bám theo. Thiền phòng của Viên Giác đại sư đang mở cửa, một nhóm hòa thượng đang đứng trong thiền phòng chăm chú nhìn lão tăng già tuổi đang nằm trên chiếc giường trúc, miệng nhợt nhạt. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí trang nghiêm. Sự xuất hiện của Đinh Dũng và Kim Vô Đạo phá vỡ bầu không khí đó. Tuệ Trần hòa thượng nhận ra Đinh Dũng và Kim Vô Đạo thì tối sầm mặt, ai cho các người vào đây? Nếu các người muốn đại sư chết thì cứ để ông ta châm kim vào người đại sư đi. Đinh Dũng không quan tâm tới lời của võ tăng mà nhìn chằm chằm vào vị hòa thượng được các đệ tử xung quanh gọi bằng cái tên Viên Ngộ. Anh không biết Viên Ngộ rốt cục muốn làm gì nhưng anh có thể chắc chắn một điều rằng một khi cây châm kia đâm vào thiện trung mạch thì vị sư già nằm trên giường kia chắc chắn sẽ chết. Ha ha ha, không ngờ các hạ tuổi trẻ mà y thuật lại cao thâm như vậy, nào ngờ Viên Ngộ nghe vậy lập tức bật cười, trong mắt ông ta thoáng qua ánh nhìn bất lực, ông ta nhìn vị sư nằm trên giường bệnh. Nói, Viên Giác đại sư ngũ tạng tổn hại, đã lâm vào cảnh khó có thể cứu vãn. Thay vì để sư huynh đau đớn đến chết thì chi bằng cho huynh ấy sớm được giải thoát. Sư huynh, xin huynh đừng trách đệ, dứt lời, Viên Ngộ nhìn với ánh nhìn tôi độc, lập tức đâm cây châm về phía trước. Đừng, Kim Vô Đạo đứng bên tái mặt, giơ tay ngăn lại. Một võ tăng mày trắng ngay gần đó mặt mày tái mét, ông ta không thể ngờ Viên Ngộ sư huynh lại muốn giết Viên Giác sư huynh. Chỉ biết thét lên trong vô vọng, dừng tay. Đương lúc tất cả mọi người đều cho rằng Phương Trượng đại sư phải bỏ mạng thì đột nhiên một luồng gió cuộn tới, ngay sau đó tất cả mọi người đều hoa mắt, một bóng người đã tới trước giường trúc khi cây kim đâm về phía Viên Giác đại sư. Đinh Dũng nắm chặt cổ tay Viên Ngộ, cho dù ông ta dùng sức thế nào cũng không thể đâm được cây kim xuống nữa. Bị Đinh Dũng giữ chặt cổ tay, trán Viên Ngộ ứa mồ hôi đầm đìa. Ông ta đã nung nấu ý định bao lâu và khó khăn lắm mới quyết tâm làm, ai ngờ giữa đường gặp đá cản đường. Để tôi thử xem, có thể sẽ cứu được đại sư, Đinh Dũng nhìn vào mắt Viên Ngộ, ánh mắt anh lạnh hẳn lại. Các người là người nhà họ Trần, đừng hòng đụng vào Phương Trượng đại sư, Tuệ Trần lập tức lao tới cản Đinh Dũng. Cái gì, bắt bọn họ lại cho ta, vị tăng sư với bộ lông mày bạc trắng lập tức hạ lệnh. Bên trong thiện phòng lúc này có tới mấy chục tăng sư. Một nửa trong số đó là võ tăng. Nghe vậy, bọn họ lập tức lao lên chắn trước Đinh Dũng và Kim Vô Đạo. Ai nói với các vị tôi là người nhà họ Trần? Lẽ nào tăng sư chùa Bạch Mã không biết đúng sai phải trái vậy sao? Nếu vậy thì chùa Bạch Mã có bị dỡ cũng không phải là chuyện xấu, Đinh Dũng tức tối ra mặt. Hai người vô duyên vô cớ xông vào đây, không phải người nhà họ Trần thì còn là ai? Tuệ Trần lập tức chỉ vào Đinh Dũng. Tôi xông vào sao? Chùa Bạch Mã này vốn dĩ là nơi công cộng, đến đây sao có thể gọi là đột nhập hay xông vào. Lúc đến tôi cũng đã nói rõ đến để bái kiến Viên Giác đại sư nhưng các vị lại ngăn cản không cho, giờ lại đổ tất cả do chúng tôi, Đinh Dũng mặt mày lạnh tanh, nói từng câu từng chữ khiến Tuệ Trần và Tuệ Mẫn mặt mày tái mét. Đúng lúc này, Viên Giác đại sư trên giường đột nhiên ho hắng, máu chảy ra khỏi khóe miệng, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt đầy đau đớn. Thấy vậy, Đinh Dũng vội đan hai tay vào nhau, chỉ điểm vào phần trán của Viên Giác đại sư, sau đó nhắm nghiền mắt lại. Sức mạnh linh hồn cứ thế thâm nhập vào cơ thể Viên Giác đại sư, sau đó theo kinh mạch mà lưu chuyển. Trong cơ thể Viên Giác đại sư có một vết thương chí mạng, chẳng trách mà yếu ớt như vậy. Hiện giờ đã vào giây phút hấp hối rồi. Một đoạn xương ở phần ngực Viên Giác đại sư gãy rời, tệ hại hơn, mảnh xương vụn cứ thế đâm vào cưu vĩ mạch. Chẳng trách, Đinh Dũng thở dài. Thế nhưng Đinh Dũng còn chưa thở phào được hết hơi thì đột nhiên cánh tay bị người ta kéo phăng đi. Đinh Dũng giật mình, khi anh thả lỏng linh hồn mà bị quấy nhiễu thì đó chính là điều đại kỵ. Cậu đang làm gì thế hả? Tuệ Mẫn kéo cánh tay Đinh Dũng, lạnh giọng nói. Đinh Dũng cau mày, đương lúc định lên tiếng thì Kim Vô Đạo đã tiến lên trước đẩy Tuệ Mẫn ra, chặn trước Đinh Dũng mà nói, hỗn xược. Sư phụ tôi đang kiểm tra cho Viên Giác đại sư, cậu làm loạn gì thế hả? Được rồi, Viên Ngộ sư huynh đã không còn cách gì thì chi bằng để cậu thanh niên này thử xem, nếu Viên Giác sư huynh gặp phải chuyện gì thì mình ta gánh vách trách nhiệm, vị sư già với bộ lông mày bạc điềm tĩnh lên tiếng.
Nghe vậy, Viên Không đại sư mới thu ánh mắt về, nhìn các vị võ tăng trong thiền phòng, nói, đi theo ta, ra ngoài hộ pháp cho Phương Trượng đại sư, ai dám bước vào thiền phòng nửa bước, xử theo điều thứ tư luật chùa. Viên Không dứt lời, tất cả võ tăng lập tức vâng lệnh. Điều thứ tư đó là gì? Đó chính là phản chùa. Không những bị phế đi võ công mà còn phải chịu trượng hình, đây chính là hình phạt nặng nhất ở chùa Bạch Mã rồi. Đến cả Viên Ngộ nghe xong cũng tái mặt, rõ ràng kể cả ông ta cũng không thể coi thường quyền lực của Viên Không. Mãi tới khi mọi người rời đi, Kim Vô Đạo mới đi ra, sau đó từ từ đóng chặt cửa thiền phòng giống như một con sư tử đá ngồi trước phòng canh cửa. Đinh Dũng đi tới trước giường trúc, nhìn Viên Giác đại sư thở khó khăn mà hít vào một hơi thật sâu. Anh vạch phần áo ở ngực của Viên Giác đại sư, để lộ ra làn da tái nhợt. Viên Giác đại sư có lẽ cũng đã 90 tuổi rồi, các tố chất trong cơ thể đã không còn ổn nữa, nếu không thì cũng sẽ không bị người ta đánh đến mức gãy xương ngực như vậy. Còn hiện giờ việc Đinh Dũng làm chính là lấy phần mảnh xương vỡ đã đâm vào cưu vĩ mạch ra. Nghĩ vậy, Đinh Dũng không chần chừ thêm nữa. Anh đan hai tay vào nhau điểm vào phần ngực của Viên Giác đại sư. Ý niệm vừa bắt đầu, một luồng sáng xanh xuất hiện. Đinh Dũng chỉ vào ngực Viên Giác đại sư và khẽ rạch. Máu tươi bắt đầu trào ra, làn da tái nhợt của Viên Giác đại sư bị Đinh Dũng rạch ra tạo thành một vết thương. Cũng vào lúc này, mặt Viên Giác đại sư tỏ rõ sự đau đớn, vốn dĩ miệng của đại sư đã tái nhợt thì hiện giờ khí tức ngày càng yếu hơn. Để đảm bảo được tính mạng cho Viên Giác đại sư, Đinh Dũng không tiếc đem một phần sức mạnh linh hồn của mình và một phần linh lực đẩy vào cơ thể Viên Giác đại sư. Giây phút đó, sắc mặt Viên Giác đại sư chợt đỏ lên, trông như trẻ hơn vài tuổi. Đây chính là hiệu quả thần thánh mà sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng mang lại, có điều nó chỉ diễn ra trong phút chốc, một khi mất đi sự duy trì của sức mạnh linh hồn thì cơ thể Viên Giác đại sư lập tức hồi phục lại nguyên trạng. Đinh Dũng tiếp tục rạch phần da thịt ở ngực, cho hai ngón tay vào, thận trọng thăm dò trong mạch cưu vĩ. Anh không dám lơ là, vì mạch cưu vĩ chính là một trong những mạnh tử của cơ thể con người, chỉ cần xảy ra sai sót sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Đinh Dũng áp lực đến mức trán toát đầm đìa mồ hôi. Linh lực trong cơ thể anh đã hao tổn mất một nửa. Hai ngón tay Đinh Dũng cuối cùng cũng kẹp được mảnh xương nhuốm máu đỏ tươi. Chính là mảnh xương này đâm vào mạch cưu vĩ của Viên Giác đại sư. Lấy được nó ra chính là bảo toàn được mạng sống cho Viên Giác đại sư. Hiện giờ chỉ cần làm lành vết thương, đợi vết thương lành lại là được. Sau khi lấy được mảnh xương ra, Đinh Dũng lập tức dùng hai tay ấn vào phần vết thương, bắt đầu tận dụng đặc tính của linh lực làm liền vết thương cho Viên Giác đại sư. Không lâu sau đó, vết thương lành lại, còn khuôn mặt Viên Giác đại sư lúc này cũng nhuận sắc hơn, hơi thở cũng đều hơn, chỉ là vẫn chưa tỉnh lại mà thôi. Làm xong xuôi, Đinh Dũng mới dám thở phào. Anh lau mồ hôi trên trán, ngồi khoanh chân dưới đất điều tiết hơi thở. Việc hao tổn sức mạnh thế này đã lâu Đinh Dũng không trải qua rồi. Đây là lần đầu tiên Đinh Dũng cảm thấy mệt như vậy, kể cả đạt tới cảnh giới kim đan thì muốn cứu một người bị trọng thương cũng không phải là việc dễ dàng. Chỉ cần đạt tới cảnh giới lục địa thần thiên như Nữ Oa Đại Thần mới có thể không hề hấn gì. Nghĩ vậy, Đinh Dũng lại thở dài, không biết bao giờ mình mới đạt tới cảnh giới đó. Đinh Dũng cố kiềm chế mọi suy nghĩ trong lòng, đương lúc anh còn đang điều tiết hơi thở thì đột nhiên nghe tiếng động bên ngoài vang lên, mọi người cùng lên, lâu như vậy mà không ra ngoài, chắc chắn là mưu đồ với Viên Giác đại sư. Lập tức lôi ông ta đi, tuyệt đối không thể tha. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày, anh mở trừng mắt, đứng dậy đi ra ngoài, anh muốn xem là ai dám ra tay với Kim Vô Đạo. Lúc này Kim Vô Đạo đang đối mặt với đám người phía Viên Ngộ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Đinh Dũng lạnh mặt nhìn đám người, ai dám ra tay với đồ đệ của tôi? Tôi có muốn giết người chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt. Từ nay về sau tôi sẽ không bước chân vào chùa Bạch Mã nửa bước, Đinh Dũng nói với giọng lạnh như băng, bầu không khí xung quanh như giảm đi vài độ khiến người ta không khỏi lạnh người. Đây là lần đầu tiên Đinh Dũng để lộ sát khí như vậy. Nếu bọn họ còn ép anh thì anh cứ thế dùng máu tẩy chùa Bạch Mã. Đem đồ bên dưới phủ đệ ra. Như vậy ai dám làm gì? Sư phụ, Kim Vô Đạo giật mình, vội cúi đầu. Những người khác thấy sát khí của Đinh Dũng thậm chí còn có không ít người vô thức lùi về sau. Viên Ngộ cau mày, nhìn Đinh Dũng mà nạt, nhãi danh, dám thể hiện sát khí trong chùa, rốt cục cậu đã làm gì Phương Trượng đại sư? Không sai,
cậu rốt cục đã làm gì hả? Tuệ Mẫn nghe sư phụ của mình nói vậy thì lập tức chêm lời. Vào xem, Tuệ Mẫn đảo mắt, lập tức đẩy cửa xông vào. Đến cả sư phụ ông ta cũng đều cho rằng Phương Trượng Đại Sư không còn thuốc chữa. Một thanh niên như Đinh Dũng thì có nổi cách gì? Vì vậy ông ta cho rằng Phương Trượng Đại Sư đã gặp chuyện chẳng lành. Nếu đổ tội danh này lên đầu Đinh Dũng thì ông ta có thể danh chính ngôn thuận điều khiển thế lực trong chùa bắt Đinh Dũng và Kim Vô Đạo. Có điều khiến Tuệ Mẫn kinh ngạc đó là lúc này Phương Trượng Đại Sư nằm trên giường trúc toàn thân đầy máu, máu nhuốm đỏ cả phần chăn và áo quần. Phương Trượng Đại Sư, Tuệ Mẫn thét gào, sư phụ, sư thúc, mau vào xem Phương Trượng Đại Sư, người, người. Kim Vô Đạo đi sau Đinh Dũng, khi vào trong thiền phòng, thấy Viên Giác Đại Sư thì giật mình. Vội lên tiếng, sư phụ, Viên Giác Đại Sư. Viên Giác Đại Sư không gặp bất trắc nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Đinh Dũng chắp tay ra sau, mặt vẫn thản nhiên, không nhìn ra nỗi hoang mang trên khuôn mặt anh. Nghe vậy, mặt Viên không chợt thay đổi. Ông ta vội nhìn kỹ Viên Giác Đại Sư, quả nhiên ngoài cơ thể nhuốm máu ra thì sắc mặt của Đại Sư đã tốt lên rất nhiều. Nếu quan sát kỹ, còn có thể nhận ra hơi thở của Đại Sư đều hơn trước. Lẽ nào cậu thanh niên này đã cứu được đại sư? Ăn nói hàm hồ, cậu nói cậu cứu được Phương Trượng Đại Sư, nhưng hiện giờ người đại sư toàn máu, lại hôn mê bất tỉnh, cậu coi chúng tôi là trẻ con đấy à? Bắt hai người bọn họ lại cho ta, không được để chạy thoát, lúc này, Viên Ngộ đột nhiên lên tiếng. Vâng, Viên Mẫn lập tức vâng lệnh, chỉ vào vài võ tăng mà hô, mấy người còn ngây ra làm gì, còn không mau bắt bọn họ lại. Đợi đã, lúc này... Viên Không cuối cùng cũng lên tiếng, sư huynh, đệ thấy sắc mặt Phương Trượng Đại Sư tốt lên nhiều rồi, huynh là người theo y, lẽ nào còn không nhìn ra? Hay huynh cố ý vậy, nói tới đây, giọng điệu Viên Không lạnh lùng thấy rõ. Sư đệ không thấy vết máu trên người Phương Trượng Đại Sư sao? Rõ ràng là tên tiểu tử này gây ra, hắn có mưu đồ xấu với đại sư đệ bênh hắn như vậy, có khi nào cùng hội cùng thuyền với hắn, Viên Ngộ nghe xong thì tối sầm cả mặt. Khụ, đúng lúc này, Viên Giác Đại Sư ho hắng, quay đầu ói ra máu rồi từ từ ngồi dậy. Phương Trượng sư huynh, Viên Ngộ tái mặt, vội đi tới đỡ Viên Giác. Lúc này mặt Viên Giác vẫn còn nhợt nhạt nhưng khí sắc đã ổn hơn trước rất nhiều. Ông ta đảo mắt nhìn mọi người, cuối cùng dừng lại ở Đinh Dũng rồi nói với giọng khản đặc, cảm ơn thí chủ đã cứu mạng, nói rồi, Viên Giác Đại Sư toan đứng xuống khỏi giường. Thế nhưng cơ thể ông ta quá yếu ớt. Đâu thể nào đứng dậy nổi, vừa toan đứng dậy lại ngã xuống giường. Đại sư không cần phải vậy, Đinh Dũng khoát tay, nheo mắt nhìn Viên Ngộ, hỏi, Viên Ngộ đại sư, giờ ông còn nghĩ tôi hại Viên Giác đại sư nữa không? Viên Ngộ chỉ im lặng không dám nói gì. Ông ta không thể ngờ Đinh Dũng lại có thể chữa khỏi cho Phương Trượng đại sư, thế nhưng điều khiến ông ta bất ngờ hơn cả đó là Phương Trượng sư huynh lại có thể tỉnh lại trong thời gian ngắn như vậy. Ân công! Không biết lần này ân công đến đây là có việc gì, Viên Giác Đại Sư nhìn Đinh Dũng với vẻ mặt đầy cảm kích. Viên Giác Đại Sư cũng là một người thức thời. Kim Vô Đạo và ông ta đã từng có duyên gặp mặt, lần này Kim Vô Đạo và Đinh Dũng cùng đến đây chắc chắn là có việc quan trọng. Không giấu gì Đại Sư, chúng tôi muốn vào địa thất của quý chùa, thấy Viên Giác Đại Sư chủ động nhắc tới việc này, Kim Vô Đạo cũng không giấu gì, đi thẳng vào vấn đề. Địa thất, Viên Giác Đại Sư gật đầu không tỏ vẻ quá kinh ngạc. Trên thực tế, ông ta cũng đã đoán ra được Kim Vô Đạo và Đinh Dũng muốn vào địa thất vì trước đó Kim Vô Đạo cũng đã từng tới địa thất một lần, và lại trông giống như thể đạt được mục đích. Đáng tiếc đệ tử của chùa Bạch Mã không thể vào trong đó, nếu không thì cũng không đến mức bị nhà họ Trần bắt nạt thành ra thế này. Nghĩ vậy, Viên Giác Đại Sư thở dài, địa thất nguy hiểm dị thường, hai vị cẩn thận. Tuệ Mẫn ở bên lập tức xen vào, địa thất là căn cơ gốc rễ từ khi lập chùa, sao có thể cho bọn họ vào ạ? Trong tông quyển của chùa Bạch Mã được xây dựng là để bảo vệ bí mật ở địa thất. Mặc dù bọn họ không thể vào trong, cũng không biết địa thất rốt cục có bí mật gì nhưng sao có thể để một người ngoài vào được. Được rồi, Kim Thí Chủ có thể vào địa thất, và lại từng có thu hoạch, hà tất chúng ta không ủng hộ, Viên Giác Đại Sư không do dự, nói tiếp Tuệ Mẫn. Còn dẫn hai vị thí chủ xuống địa thất đi. Viên Giác Đại Sư đã có lòng thì chỉ cần chúng tôi có thể vào địa thất, việc nhà họ Trần quý chùa cũng không phải bận tâm nữa, tôi sẽ thay quý chùa giải quyết, Đinh Dũng thẳng thắn lên tiếng. Nếu vậy thì tốt quá, tôi, Viên Giác Đại Sư toàn muốn nói báo đáp thì Đinh Dũng ngắt lời,
đại sư không cần câu nệ, đó cũng là việc chúng tôi nên làm thôi, chúng ta đôi bên không ai nợ ai mà, Đinh Dũng cười nói. Thực tế Đinh Dũng cũng không muốn liên quan gì đến chùa Bạch Mã quá nhiều, chỉ muốn nhanh chóng lấy đồ ra khỏi phủ đệ. Xin mời, nói rồi, Đinh Dũng quay sang làm tư thế tay với Tuệ Mẫn. Chuyện này, được thôi, Tuệ Mẫn nghiến răng bất bình nhưng vẫn quay người đi ra khỏi thiền phòng. Tới thiền phòng, Đinh Dũng nhìn sang Kim Vô Đạo sau đó đi thẳng vào trong. Cửa vào địa thất dẫn xuống bậc thang xuống dưới tầng hầm. Bên dưới tối đen như mực, chỉ có vài ngọn đèn hắt hiu hắt ra từ vài chiếc cốc, có điều đó không phải là việc khó khăn gì với Đinh Dũng, nhờ có linh lực, địa thất tối đen lập tức xuất hiện rõ ràng trong mắt Đinh Dũng. Đinh Dũng dùng sức mạnh linh hồn khiến cửa đồng vang lên những tiếng vang không ngớt. Ngay sau đó, cánh cửa bằng đồng màu xanh vốn đóng im lìm thì đột nhiên như có người đứng ở bên trong từ từ đẩy ra. Đinh Dũng không do dự nữa, cứ thế cùng Kim Vô Đạo sải bước vào trong. Cho dù có Đinh Dũng đi trước thì Kim Vô Đạo vẫn cảm thấy áp lực. Ông ta từng vào trong này một lần, bên trong không khác gì một cung điện. Lúc này, thấy Đinh Dũng và Kim Vô Đạo đi vào trong đó, Tuệ Mẫn ở bên ngoài lấy làm lạ, cũng đi theo, nhưng nào ngờ ông ta còn chưa lại gần cánh cửa kia thì đã bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy ra ngoài. Những giá để đồ trong này đại khái có thể phân thành ba khu, trong đó một khu xếp toàn là vũ khí, áo giáo ánh lên những ánh sáng yêu dị, chỉ cần nhìn là có thể thấy toàn vật phi phàm. Ở một khu khác xếp vô số vật phẩm trang trí, lấp lánh ánh sáng của ngọc bội, cũng có những chuỗi hạt vòng đủ thứ màu sắc với giá trị kinh người. Chỉ cần tùy tay cầm lên là kéo theo sự chấn động cực kỳ lớn. Những cổ tịch này không ngờ vẫn còn ở đây, Đinh Dũng nhìn vào khu vực trung tâm đang xếp vô số sách cổ. Có điều vì trải qua nhiều năm trời nên cổ tịch đã bị ố vàng, e rằng chỉ cần khẽ dùng lực là chúng sẽ thành vụn vỡ. Duy chỉ vài chục miếng ngọc bội xếp trong góc là vẫn y nguyên. Sư phụ, đây đều là những món đồ mà sư phụ thu thập được sao? Kim Vô Đạo hít vào một hơi thật sâu, hỏi với giọng tò mò. Ừ, Đinh Dũng chỉ khẽ trả lời, không hề chăm chú nhìn những món vũ khí áo giáp kia mà cứ thế đi qua, điềm tĩnh nói, những thứ này đều là vật bình thường, còn đi theo ta. Đinh Dũng không kịp nghĩ gì nhiều, dẫn Kim Vô Đạo đi thẳng qua đại sải, bước vào con đường lát gạch phía sau mà không biết nó dẫn về đâu. Cả con đường khảm nạm đá ngọc màu xanh biếc, lấp lánh ánh sáng. Dừng bước, đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí ập tới. Kim Vô Đạo còn chưa kịp phản ứng lại thì giọng nói nghe như của một thứ máy móc nào đó vang vọng trong đầu ông ta. Nghe vậy, Kim Vô Đạo chợt tái mặt, cơ thể bắt đầu cuộn trào lên luồng khí tức mạnh mẽ, ông ta nhìn chằm chằm xung quanh rồi hô lên, ai? Đừng cuống, đây không phải tiếng người, nó giống như trình tự máy tính ở thế giới hiện đại. Trước đây ta tự luyện chế ra một môn tướng kim giáp, chuyên canh gác chứ không tồn tại sự sống, nó giống như hình nộm vậy. Lúc này, khi âm thanh kết thúc, một người đàn ông trung tuổi mặc đồ giáp bằng vàng đi tới nói với giọng cung kính, chủ nhân. Nghe vậy, Đinh Dũng mới điềm tĩnh nói, mở phần đất mật tàng ra. Vâng, chủ nhân, môn tướng cung kính gật đầu, cầm cây kiếm lên đi về phía trước. Mật tàng địa chính là nơi giàu có nhất trong phủ đệ của anh. Trước đây những món đồ trong này mặc dù rất tốt nhưng lại không giúp ích được nhiều cho anh, cả nghìn năm anh cũng chẳng buồn đụng đến. Chẳng mấy chốc. Kim giáp môn tướng đã dẫn hai người phía Đinh Dũng tới sau con đường thông kia. Một mùi hương kỳ lạ sực lên khiến Đinh Dũng và Kim Vô Đạo như được thăng hoa. Kim Vô Đạo chỉ về phía trước với giọng kinh ngạc, là nơi này sao ạ? Trước mặt Đinh Dũng và Kim Vô Đạo là cung điện bằng đồng màu xanh. Nó bao gồm tất cả bốn gian, bên trong đựng toàn gạch bằng vàng lấp lánh. Số gạch này xếp đầy trong tẩm điện, chỉ để chừa ra hai con đường để đi. Những nơi khác đều bị gạch xếp đầy choán chỗ, và điều khiến người ta phải kinh ngạc đó là trong căn tẩm điện này đều được khảm nạm bằng vàng. Đây thì là điện gì nữa chứ? Rõ ràng là hoàng cung bằng vàng, e rằng lượng vàng trên thế giới cũng không thể nhiều bằng ở đây. Mang đi hết cho ta, Đinh Dũng nhìn những món đồ trước mặt rồi lên tiếng. Mang đi hết sao ạ? Kim Vô Đạo lè lưỡi ngạc nhiên. Dù gì ông ta cũng là người từng trải. Lại còn là lão đại ở đất Giang Nam, tài sản trong tay nhiều vô số kể. Thế nhưng khi so với những thứ ở đây thì ông ta mới nhận ra những gì mình có chỉ là hạt cát, căn bản không đáng để nhắc đến. Ừ, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, sau một hồi suy nghĩ, cũng không biết anh lấy đâu ra một chồng túi đựng đồ chất cao như ngọn núi nhỏ.
Cái thứ tầm thường như túi đựng đồ, Đinh Dũng căn bản không buồn siêu tập. Có điều trong tẩm điện vừa hay có một số món đồ cũ kỹ anh định bỏ đi nhưng giờ xem ra cần dùng đến rồi. Sư phụ, túi này dùng thế nào ạ? Kim Vô Đạo chưa từng dùng túi đựng đồ vì vậy theo ông ta thấy, nhiều vàng thế này, với mười mấy người ông ta dẫn tới đây thì căn bản không thể khuân đi được. Ta dạy con dùng thế nào? Trước hết vận chuyển vùng đan điền, sau đó nhắm mắt, dùng khả năng cảm nhận để tiếp xúc với nó, lưu lại ấn tượng về nó trong đầu là có thể mở được. Vừa nói, Đinh Dũng vừa đưa túi đựng đồ cho Kim Vô Đạo. Nghe vậy, Kim Vô Đạo hít vào một hơi thật sâu, không lên tiếng mà ngỡ ngàng sau khi làm theo từng bước Đinh Dũng chỉ bảo, sao có thể. Chỉ một cái túi to bằng bàn tay mà bên trong lại rộng cả 10 mét vuông. Đây chính là sự tồn tại thần kỳ của không gian, Đinh Dũng thấy bộ dạng đó của Kim Vô Đạo thì cười giải thích. Kim Vô Đạo không chần chừ gì thêm, lập tức làm theo cách Đinh Dũng nói, bắt đầu thu gom vàng. Đem toàn bộ số vàng này chất trong túi đựng đồ không phải là việc khó, nhưng muốn sắp xếp chúng gọn gàng trong túi lại cần hao tổn không ít tinh thần. Với thực lực của Kim Vô Đạo thì căn bản không đủ để trụ quá lâu. Có điều, cũng may sức mạnh linh hồn của Đinh Dũng đủ lớn mạnh nên việc sắp xếp không gặp khó khăn. Sau một giờ đồng hồ, trong tẩm điện màu đồng xanh đã trống đi nhiều. Đi thôi, mang một phần đi, sau này quay lại mang tiếp. Đinh Dũng nhìn chồng túi đựng đồ chất lên như ngọn núi rồi lấy vài cái đeo ở hông. Ngoài ra, Đinh Dũng cũng mang theo ít vũ khí và pháp bảo, những thứ này đối với anh mà nói mặc dù không phải là quý giá nhưng đối với thế giới bên ngoài kia thì lại là thứ hiếm có thể tăng thêm khả năng chiến đấu. Sau khi ra khỏi địa thất, trời cũng đã tối. Đột nhiên Đinh Dũng và Kim Vô Đạo nghe thấy tiếng hét, xảy ra chuyện rồi, mau đi tới cửa chính, Phương Trượng Đại Sư triệu tập tất cả mọi người. Nhà họ Trần đánh đến nơi rồi. Cái gì, mau đi, nghe người nhà họ Trần đánh đến nơi, mọi người bắt đầu xôn xao. Lúc này Đinh Dũng và Kim Vô Đạo không chần chừ gì thêm, vội đi về hướng cửa chính. Đinh Dũng cau mày, hiện giờ trời cũng đã tối, nhà họ Trần rốt cục muốn làm gì? Chẳng mấy chốc, cả hai người đã tới trước của chính chùa Bạch Mã. Lúc này, trước cửa đang được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc, cả toán tăng sư đều tụ tập về đây. Đến cả Viên Giác Đại Sư bị thương cũng có mặt. Viên Giác Đại Sư nằm trên giường trúc, được hai tiểu tăng trẻ tuổi khiêng, phía sau là Viên Không và nhiều võ tăng khác đang nhìn chằm chằm về phía ngoài chùa Bạch Mã. Bên ngoài chùa Bạch Mã là 30-40 người, tất cả đều mặc đồ đen, tên nào tên nấy trông hung ác hiểm độc, chỉ cần nhìn là có thể thấy không có ý tốt gì rồi. Viên Giác Đại Sư, ông nghĩ xong chưa? Tôi khuyên ông sớm đưa ra quyết định đi. Nếu không đám đàn em của tôi không hiểu chuyện đâu, tới lúc đó có làm người của ông bị thương thì đừng trách tôi, đi đầu là một gã thanh niên mặc đồ đen, trông chừng 20-30 tuổi, bộ dạng mỉa mai thấy rõ. Còn ta ở đây thì nhà họ Trần đừng mong bước chân vào chùa Bạch Mã, Viên Giác Đại Sư mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn tỏ ra kiên định. Anh em đâu, chùa Bạch Mã đã không nể mặt nhà họ Trần chúng ta thì hôm nay chúng ta phải dạy cho bọn họ bài học, cho bọn họ biết thực lực của nhà họ Trần rốt cục thế nào. Trần Thiếu An đột nhiên phất tay, nói tiếp, lên tiếp cho ta, ai dỡ được tàng kinh các ta thưởng 5 triệu tiền mặt. Nghe vậy, cả đám thuộc hạ của Trần Thiếu An mặt mày tôi độc xông vào chùa Bạch Mã, xông lên, hôm nay cả đế kinh này phải chìm trong biển lửa. Viên Giác Đại Sư mặt mày khó coi, các võ tăng nghe lệnh, hôm nay là ngày quyết định thời khắc sinh tử của chùa Bạch Mã, không ai được lùi bước, đuổi hết những tên cường đạo này ra khỏi chùa. Vâng, Phương Trượng Đại Sư. Võ tăng chùa Bạch Mã nhất loạt hô vang, vội chặn đứng ở cửa, không ai dám lùi về sau. Có điều, bọn họ đều là tăng sư chưa luyện võ công, nhìn thấy người nhà họ Trần hung hãn thế kia nên ai nấy đều run rẩy, đâu dám tiến lên trước, tất cả đều nép về sau. Còn Viên Ngộ Đại Sư dạy dỗ bọn họ hàng ngày thì đến mặt cũng chẳng lộ ra, cũng không biết làm gì rồi. Đinh Dũng vừa kịp tới nơi, thấy cảnh này thì tức tối vô cùng, nhà họ Trần mạnh nhỉ. Sau đó anh quay sang vỗ vai Viên Giác Đại Sư tỏ ý ông ta cứ yên tâm nghỉ ngơi. Trần Thiếu gia phải không, đêm hôm anh cho người tới chùa Bạch Mã gây sự rốt cục là muốn làm gì? Nhà họ Trần đường đường là một trong năm đại gia tộc của đế kinh mà lại ngang ngược đòi dỡ chùa, tin này đồn ra ngoài không sợ người ta cười cho sao, Đinh Dũng chắp tay ra sau, đứng cạnh Viên Giác Đại Sư tôi rất hiếu kỳ xem Trần Thiếu gia rốt cục vì chuyện gì mà đòi lấy đất chùa. Anh muốn khai thác khu đất này thành tài sản nhà họ Trần. Mặc dù theo như tôi biết dân cư ở đây không đông đúc,
thậm chí còn rất ít ỏi, chỉ cần là người có đầu óc kinh doanh thì sẽ không lựa chọn khai thác nơi này. Là đại thiếu gia nhà họ Trần, tôi tin anh sẽ không đến mức thiếu sáng suốt vậy đâu nhỉ, Đinh Dũng nhếch miệng cười hứng thú. Tôi thừa nhận cậu rất thông minh, nhưng cậu là ai mà dám đòi can dự vào việc nhà họ Trần? Không sợ mang vạ vào thân à, Trần Thiếu An mỉa mai. Các người đã muốn chết thì đừng trách tôi không lương tình, giọng Đinh Dũng rất bình thản nhưng đến tai người nhà họ Trần lại như tiếng gằn từ địa ngục. Giây phút sau đó, Đinh Dũng vung hai tay, di chuyển về phía trước thật nhanh rồi đẩy thẳng vào ngực hai tên mặc đồ đen ở gần nhất. Chúng không kịp phản ứng gì, cứ thế bay thẳng ra ngoài ngã vào mấy tên mặc đồ đen ở phía sau. Cảnh này khiến không người nhà họ Trần thẫn thờ. Ngay cả vài võ tăng đằng sau Đinh Dũng cũng đứng như chôn chân tại chỗ. Những tên này cũng có thực lực không vừa rồi, nhưng chỉ một đòn mà Đinh Dũng đã khiến tên nào tên nấy bủn rủn chân tay, chẳng còn sức mà vực dậy. Các người rốt cục là ai? Trần Thiếu An vốn dĩ như thấy được cảnh tượng chùa Bạch Mã chìm trong cảnh tượng đỏ lửa thì đột nhiên nghe tiếng động phía sau, hắn ta quay đầu nhìn và thấy mười mấy tên đàn em của mình nhất loạt ngã ra đất. Chúng tôi là ai các người chưa đủ tư cách biết, còn không mau đưa người của mình cút đi, Đinh Dũng thản nhiên phất vạt áo. Mày dám nói lại lần nữa tao xem, Trần Thiếu An tối sầm mặt, đặc biệt sau khi nghe thấy từ cút, hắn ta càng hung hăng hơn. Hắn là đại thiếu gia nhà họ Trần, từ nhỏ đến giờ đã bao giờ có ai dám thách thức hắn như vậy. Hôm nay tàng kinh các của chùa Bạch Mã phải bị dỡ, dứt lời, Trần Thiếu An rút điện thoại ra, cũng không biết hắn gọi cho ai mà chỉ nói một câu, em ở chùa Bạch Mã. Em gặp chút rắc rối, anh đang dẫn người ra khỏi phòng nghiên cứu thiên thần sao? Cái gì, cổ đại ca ở gần đây sao? Vâng, vâng, đột nhiên, Trần Thiếu An tỏ vẻ kích động, vội gật đầu. Các người đợi đấy, cổ đại ca sắp tới rồi, Trần Thiếu An cười tôi độc, cất điện thoại đi mà hắng giọng với Đinh Dũng và Kim Vô Đạo. Cái gì, cổ Mộc Thiên, thế nhưng nghe Trần Thiếu An nói vậy, viên giác đại sư vốn nằm trên giường trúc mặt mày tái nhợt hẳn đi, ông ta nghiến răng, hỏng rồi, sao hắn ta có thể ở đây? Kim Thí Chủ, cậu mau dẫn người rời khỏi đây đi. Cổ Mộc Thiên mà đến thì chùa Bạch Mã chúng tôi cũng chỉ có thể chịu thua mà thôi, viên giác đại sư thở dài, nói với Kim Vô Đạo. Kim Vô Đạo nghe xong thì sững người. Viên giác đại sư vừa rồi còn rất kiên cường mà sao giờ đột nhiên lại chịu khuất phục như vậy. Nghĩ vậy, Kim Vô Đạo chợt lên tiếng, đại sư, Cổ Mộc Thiên là ai mà đại sư phải sợ vậy? Danh tiếng và thực lực của người này quá sức tưởng tượng. Viện nghiên cứu thiên thần chính là viện nghiên cứu bí mật của nhà họ Trần, chuyên nghiên cứu về căn cơ của con người, còn Cổ Mộc Thiên nổi danh với những nghiên cứu về khả năng của con người. Hắn có thể tạo ra Bạch Hổ Chiến Thần, một trong tứ đại chiến thần của đế kinh, thực lực của hắn thâm sâu khó dò, nghe nói đến cả súng đạn cũng không thể khiến hắn bị thương. Cái gì, còn có người thế này sao, Kim Vô Đạo sững sờ. Chẳng mấy chốc, một người mặc đồ đen, mặt mày tôi độc xuất hiện. Các ông một là tránh đường, hai là nhìn chùa bị thiêu đi, Cổ Mộc Thiên lập tức chỉ vào viên giác đại sư mà nói. Đinh Dũng nghe vậy, mặt mày khó chịu thấy rõ. Anh lập tức ra mặt, chỉ cần tôi còn ở đây, các người đừng mong đụng vào chùa Bạch Mã. Cổ Mộc Thiên cảm thấy nực cười, ha ha ha, vậy thì tao phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã. Nói rồi, Cổ Mộc Thiên chợt lao lên trước, vung hai tay đẩy về phía ngực Đinh Dũng. Đinh Dũng cũng rất nhanh chóng di chuyển. Đồng thời vận sức đẩy một lực thật mạnh về phía đối phương. Cả hai cứ thế duy trì trong 20 phút, không ai chịu nhường ai. Mồ hôi nhễ nhại ướt đầm trên áo Đinh Dũng, gân xanh nổi trên cổ anh, còn Cổ Mộc Thiên trán vã mồ hôi, mặt mày căng thẳng thấy rõ. Bịch, hồi lâu sau, Đinh Dũng không cự lại nổi, bị Cổ Mộc Thiên đánh trúng ngực, máu chảy ra khỏi khóe miệng, chỉ có thể lùi về sau. Những ngày gần đây Đinh Dũng đã tiêu hao quá nhiều linh lực. Đặc biệt là sau khi hao tổn phần nửa linh lực để tránh quả đạn bắn ra khỏi súng bazooka nên lúc này không thể bằng sức của Cổ Mộc Thiên được. Sư phụ, Kim Vô Đạo thấy vậy thì nhanh chóng chạy tới đỡ Đinh Dũng. Sư phụ, người không sao chứ? Ta không sao, hiện giờ ta đã tiêu hao nhiều linh lực nên không thể là đối thủ của hắn. Hắn cũng ở cảnh giới Kim Đan, có lẽ không phải là người của thời đại này, Đinh Dũng nói với giọng có phần khó chịu. Sao có thể ạ, Kim Vô Đạo sững người, nhìn Cổ Thiên Mộc. Viên giác đại sư ở bên thấy Đinh Dũng xả thân vì chùa thì không khỏi cảm thấy xót xa. Ông ta cố gượng dậy, đưa cho Đinh Dũng cây tích trưởng vốn đi theo mình bao năm.
Cây trượng này là pháp khí chứa đựng cả đời tu luyện của Viên Giác đại sư. Ninh Dũng lập tức đón lấy cây tích trượng, anh không dám chần chừ bởi Cổ Mộc Thiên đang nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ trực lao lên ghì anh xuống. Quả nhiên, Cổ Mộc Thiên không cho Đinh Dũng cơ hội phản kháng, cứ thế xông lên, khí tức toát ra khỏi người hắn đằng đằng sát khí khiến những người xung quanh bất giác run người. Một số tăng sư tu luyện ở tầng thấp thậm chí còn lùi về sau, ngã vật ra đất. Chết đi, Cổ Mộc Thiên hét lên, không biết hắn rút đâu ra con dao nhọn hoắt chĩa về phía Đinh Dũng. Đinh Dũng lập tức phung tích trượng, giây phút tích trượng và con dao kia chạm nhau, con dao của Cổ Mộc Thiên cứ thế rung lên trên tay hắn, cho dù hắn có dùng sức gì thế nào, con dao cũng không thể đâm về phía trước, cứ thế văng ra ngoài. Đinh Dũng nhân cơ hội Cổ Mộc Thiên mất đà, anh tiếp tục phung tích trượng đánh vào ngực Cổ Mộc Thiên khiến hắn bay ra khỏi đó. Phụt, Cổ Mộc Thiên ói ra cả miệng máu, hắn nhìn chằm chằm Đinh Dũng với con mắt tàn độc. Đinh Dũng được đà lao lên. Điểm huyệt khiến hắn không thể cử động. Cổ đại ca, Trần Thiếu An chỉ biết đứng thừ một chỗ, trơ mắt nhìn. Những tên đàn em của hắn nào còn dũng khí xông lên, tên nào tên nấy bủn rủn chỉ trực chạy đi. Đinh Dũng thấy vậy lập tức chĩa tích trượng về phía Trần Thiếu An, đồng thời tay đẩy một lực thật mạnh vào người hắn khiến hắn ngã nhào vào đám đàn em ở phía sau. Khốn khiếp, chúng mày lên hết cho tao, Trần Thiếu An một tay ôm ngực. Tay còn lại cố chống xuống đất để đứng dậy nhưng chẳng có nổi sức. Chúng mày biết điều thì cút, nếu không đừng để tao phải ra tay lần nữa, chúng mày không còn cơ hội được sống đâu, Đinh Dũng chĩa cây tích trượng vào đám người và nói với giọng thản nhiên. Đám đàn em của Trần Thiếu An thấy cảnh này nào dám ho he gì, tên nào tên nấy run như cầy sấy, chúng chỉ muốn bỏ chạy cho rồi, nhưng nếu để Trần Thiếu An ở lại thì về nhà chắc chắn sẽ bị gia chủ chóc xương lột da. Khiêng thiếu ra đi. Không biết là tên nào hét lên, lập tức có mấy tên nhanh tay nhanh chân chạy lại cùng khiêng Trần Thiếu An mà bỏ chạy không dám quay đầu lại. Lúc này, Đinh Dũng mới sải bước về phía Cổ Mộc Thiên. Anh nhìn hắn thật chăm chú như cố gắng muốn nhìn thấu hắn ta. Đinh Dũng có quá nhiều thắc mắc về xuất thân của tên này. Mày là võ khí tu luyện khí, cảnh giới kim đan. Nói rõ xuất thân, nếu không đừng trách tao ra tay không lương tình, Đinh Dũng lạnh giọng. Cổ Mộc Thiên lúc này vẫn còn trong trạng thái bất động, nào có thể phản kháng. Hắn nghe vậy thì bật cười, ha ha ha, mày cũng có con mắt nhìn đấy, nhưng đáng tiếc, tao lại không có thói quen phải khai báo với người khác. Muốn chém giết gì tùy mày. Đinh Dũng gần như cũng đoán được tên này sẽ không dễ gì khai ra mọi thứ. Anh vẫn cảm nhận một luồng khí tức rất khác từ tên này, nó không phải khí tức mà võ sĩ cảnh giới kim đan có được. Kim đan trong người hắn di chuyển liên tục. Như thể muốn thoát khỏi cảnh bị điểm huyệt. Viên Giác đại sư thấy vậy thì chắp tay niệm chú. Cây tích trượng trong tay Đinh Dũng rung lên thật mạnh. Trong phút chốc, cây tích trượng buột ra khỏi tay Đinh Dũng và bay lên phía trên đầu Cổ Mộc Thiên rồi cứ thế quay tròn trên đầu hắn. Cổ Mộc Thiên chợt thấy đầu đau dữ dội, hắn hét lên trong vô thức, mắt hoa cả lại, chẳng còn nhìn rõ mọi vật trước mắt. Thí chủ, tên này giáp tâm muốn dỡ chùa từ lâu. Hôm nay nhờ có thí chủ nên Bần Tăng mới có thể khiến hắn phải nếm trái đắng do mình gây ra. Bần Tăng còn một ngày thì bất cứ ai cũng đừng mong phá chùa, lúc này Viên Giác đại sư chợt quay sang Đinh Dũng nói. Đại sư, tôi có việc cần hỏi hắn, mong đại sư cùng phối hợp giúp đỡ, Đinh Dũng gật đầu, khẽ nhoẻn miệng cười. Lúc này, anh sải bước tới trước mặt Cổ Mộc Thiên, nói ra lai lịch thì mày có cơ hội được sống, nếu không tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Tao là người sống từ thời thượng cổ, vì tu luyện thành ma, bị thượng thần Pháp Luân dùng nguyên khí tế chuông Đông Hoàng phong ấn nhốt hơn 300 năm. Sau này tao phá được phong ấn nên đã thoát ra ngoài được. Nhưng chẳng may bị thượng thần phát hiện, đánh chết phần xác, còn linh hồn lưu vong hàng nghìn năm. Sau hàng nghìn năm tu luyện nhờ linh khí của đất trời, tao đoạt được xác thành công nên có cơ thể phàm trần này. Sau khi đoạt xác mày làm cách nào lên được cảnh giới kim đan, Đinh Dũng tiếp tục hỏi. Hàng trăm năm trước, vì khao khát muốn đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên lên tiên giới sống cuộc sống vĩnh hằng nên tao đã truyền linh khí cho một loạt cây cổ thụ trên núi Phong Long, đợi đơm hoa kết trái sẽ cho một số động vật ăn để đi theo con đường tu luyện. Đợi chúng tu luyện lên cảnh giới cao thì sẽ giết để lấy linh đan trong người chúng, Cổ Mộc Thiên vừa nói vừa rên rỉ trong đau đớn. Đinh Dũng nghe vậy thì không khỏi cau mày. Hóa ra tên này đoạt linh đan trong cơ thể động vật sau khi chúng tu luyện lên các tầng cảnh giới cao hơn. Nhờ vậy mà hắn không mất quá nhiều thời gian tu luyện như thường lệ.
Cách làm này quả thực có thể nhanh chóng tăng nhanh thực lực, đây là điều mà trước đây Đinh Dũng chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng có điều đó lại là cách làm đi ngược lại với quy luật của tạo hóa, vì đạt được mục đích mà làm mất cân bằng tự nhiên. Một khi các loài thực vật và động vật tu luyện thành công thì chúng có thể giết chết con người bất cứ lúc nào. Hóa ra chính hắn là kẻ gây ra dị biến ở các vùng núi gần đây. Động vật dù có đi theo con đường dị biến thì chúng cũng không thể xa rời đặc tính sinh sản vốn có, đương nhiên sẽ phải đi tìm bạn đời của mình, sau này sinh sản ra những thế hệ đã dị biến từ trong phôi thai, đương nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm dị quả để đi theo con đường tu luyện. Đinh Dũng chỉ biết thở dài. Hiện giờ nhiều nơi xuất hiện dị biến như vậy là một vấn đề nan giải, anh thật sự chưa biết bắt đầu từ đâu để giải quyết. Hiện giờ mày đang tu luyện lên cảnh giới lục địa thần tiên, Đinh Dũng tiếp tục truy hỏi. Mày biết như vậy là quá đủ rồi, Cổ Mộc Thiên ngoan cố. Hắn cũng đã đoán ra được Đinh Dũng không phải người của thời đại này, nếu không thì sẽ không thể biết đến lục địa thần tiên hay nhìn ra được cảnh giới của hắn. Cổ Mộc Thiên càng không muốn Đinh Dũng đoạt được báu vật mà hắn có để tu luyện lên, bởi hắn đã bỏ quá nhiều công sức mới có được. Nếu không nói thì tao chỉ có thể giết mày. Mày nghĩ mày còn cơ hội lựa chọn à? Giết mày và đoạt kim đan của mày, mày nghĩ tao không làm được sao? Đinh Dũng ra giọng đe dọa, sau đó vung một chưởng khiến Cổ Mộc Thiên ngã rụi ra đất. Phụt, Cổ Mộc Thiên ói ra cả miệng máu. Hắn khó khăn lắm mới có thể thở được. Lúc này hắn chẳng thể nghĩ được gì hơn, bởi đứng trước sự sống và cái chết, hắn chợt thấy được thở là điều xa xỉ và chân quý nhất. Tao giết được con bạch xà ở núi Phong Long, nó đang trong giai đoạn hóa rồng thời kỳ cuối. Sau khi giết nó, tao lấy linh đan trong người nó để tu luyện lên cảnh giới lục địa thần tiên, Cổ Mộc Thiên rên rỉ trong đau đớn. Nếu không phải những năm gần đây con người tàn phá quá nhiều khiến các loài động vật bị tuyệt chủng, linh khí dần cạn kiệt thì tao đã có thể đạt cảnh giới lục địa thần tiên từ lâu rồi, Cổ Mộc Thiên nhếch miệng đầy tôi độc. Quả thực, những năm gần đây vì đất nước đi theo con đường công nghiệp hóa nên đã khai thác không ít khu công nghiệp, việc xẻ đồi, san lấp mặt bằng, đốt rừng ngày càng nhiều và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến các loài động vật chết nhiều, dẫn đến mất cân bằng sinh thái. Những gì mà Cổ Mộc Thiên gây ra quả thực quá nghiêm trọng. Hắn không hề có tính người, không hề biết nghĩ cho nhân loại. Một tên thế này thật sự khó có thể hoàn lương. Đã lựa chọn đi theo con đường tu luyện lên cảnh giới lục địa thần tiên mà cái tâm mang tính tà như vậy thì dù hắn có dùng mọi thủ đoạn để thành công thì hậu quả gây ra ở kiếp này quá nặng nề, dù có lên tiên giới chắc chắn cũng bị nhốt lại mà thôi. Tiên giới là nơi quy tụ thần tiên ở cảnh giới cao. Lục địa thần tiên chỉ là cảnh giới đầu tiên và thấp nhất của thần tiên mà thôi. Có điều, muốn bước vào tiên giới, ít nhất phải đạt được cảnh giới lục địa thần tiên và phải trải qua 9 lần thử thách đầy gian nan, thực lực chỉ là một phần, quan trọng nhất chính là cái tâm, bởi thần tiên chính là những người có cái tâm lương thiện tương trợ chúng sinh. Đúng lúc này, Cổ Mộc Thiên chợt đỏ gai mặt, cơ thể hắn co giật liên hồi, lại thêm chưa được giải huyệt nên hắn không thể cử động. A, à, Cổ Mộc Thiên gào thét điên cuồng. Hắn phun ra máu, kim đan không ngừng di chuyển. Sau một hồi, kim đan nhuốm máu đỏ tươi, theo từng đợt máu trào ra khỏi cơ thể hắn. Đinh Dũng thấy thế thì sững người. Anh lập tức dùng sức mạnh linh hồn để thăm dò bên trong cơ thể Cổ Mộc Thiên. Trong cơ thể hắn không còn bất cứ dấu hiệu gì của một con người theo con đường tu luyện nữa. Linh đan không còn, khí tức trong cơ thể cũng đang dần mất đi. Mày đáng chết, a, à, Cổ Mộc Thiên trợn trừng mắt. Hắn ngã ra đất và điên cuồng gào thét. Tất cả đều tại mày và lão sư kia. Chúng mày đã làm hỏng chuyện của tao. Chúng mày phải trả giá. Đinh Dũng vỡ lẽ ra mọi chuyện. Anh chắp tay ra sau nhìn hắn mà thản nhiên nói, đã lựa chọn con đường thành tiên thì phải có tâm. Sức mạnh chỉ là một phần mà thôi. Đinh Dũng bước tới, nhặt lấy kim đan vừa rơi ra bên cạnh Cổ Mộc Thiên thì ngỡ ngàng phát hiện ra nó sáng lấp lánh và dường như có một sự kết nối giữa nó với một vật gì đó nên kim đan rung lên liên hồi. Đinh Dũng đem nó đi xa khỏi Cổ Mộc Thiên thì kim đan vẫn không ngừng di chuyển. Kỳ lạ, Đinh Dũng hết sức kinh ngạc. Anh lại gần Cổ Mộc Thiên toan xem trên người hắn có vật gì khác thường không và nhận ra phần ngực áo hắn có một vật khác di chuyển qua lại liên hồi. Đinh Dũng cho tay vào áo rồi lấy ra. Là một viên linh đan màu đen pha hồng. Lẽ nào đây chính là linh đan của con bạch xà mà hắn ta đoạt lấy để luyện lên cảnh giới lục địa thần tiên, Đinh Dũng gần như đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Quả nhiên, khi lấy linh đan kia ra, đặt gần linh đan và kim đan mà Cổ Mộc Thiên luyện được thì cả hai viên đều đứng im, không còn rung lên nữa.
Ninh Dũng chợt nảy ra ý định đem cả hai thứ này về biệt thự số 1 ở Thanh Thành Sơn. Có được hai bảo vật thế này, lại thêm linh khí quy tụ trên Thanh Thành Sơn, thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, biết đâu là cơ hội luyện lên lục địa thần tiên. Nếu đạt tới cảnh giới đó, Ninh Dũng sẽ dễ dàng trợ cho Hàn Phương Nhiên cùng tu luyện lên, có như vậy, anh sẽ không lo phải rời xa cô nữa. Một lát sau, Đinh Dũng quay về phía Viên Giác Đại Sư, lúc này Viên Giác Đại Sư hãy còn đuối sức nhưng trông sắc mặt hồng hào lên thấy rõ, thí chủ, cảm ơn thí chủ đã xả thân vì chùa. Chùa Bạch Mã chúng tôi nguyện báo đáp công ơn của thí chủ. Chỉ cần thí chủ có bất cứ yêu cầu gì, chúng tôi dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ. Đại sư khách sáo rồi. Đại sư giúp tôi giúp đại sư và chùa là chuyện nên làm. Đại sư mệt rồi. Xin hãy về nghỉ ngơi. Chúng tôi còn việc quan trọng cần làm, xin phép rời đi trước, Đinh Dũng chắp tay, nói. Sau cái chết của Cổ Mộc Thiên, nhà họ Trần chắc chắn sẽ chẳng dám làm gì nữa. Phủ đệ của Đinh Dũng ở đây, anh đương nhiên sẽ không ngó lơ nếu ở đây xảy ra bất cứ chuyện gì. Nói đi là đi, Đinh Dũng quay sang Kim Vô Đạo dặn dò, Tiểu Lục, ta có việc quan trọng cần về Kim Châu, ta giao pháp bảo cho con và bí kíp tu luyện cho Kim Sán. Nó là tiền đồ của nhà họ Kim đấy. Ngoài ra một số thuật pháp trước kia ta yêu cầu con không truyền ra ngoài, nhưng giờ với người trong nhà, con không cần phải giữ. Có thể thông qua bí kíp ta truyền cho con để trợ cho Kim Sán lên cảnh giới. Vâng, thưa sư phụ, Kim Vô Đạo nghe Đinh Dũng nói đến đâu thì tròn mắt đến đó, mặc dù trong lòng hãy còn thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi. Việc nhà họ Cố và nhà họ Lã, con không phải bận tâm. Quay về nhanh chóng giao pháp bảo cho Kim Sán cùng Kim Tư Kỳ và một số tiểu bối mà con tin tưởng. Có nó thì nhà họ Cố và nhà họ Lã sẽ không thể là đối thủ của con được. Đinh Dũng biết Kim Vô Đạo vẫn còn bận tâm đến cuộc săn bắt sắp diễn ra nên nói thêm. Vâng, đa tạ sư phụ chỉ bảo ạ, Kim Vô Đạo chắp tay cung kính nói. Thế rồi Đinh Dũng và Kim Vô Đạo mỗi người về một vùng khác nhau. Đinh Dũng quay về Kim Châu thì đi thẳng tới khu biệt thự ở Thanh Thành Sơn. Đương lúc đang qua cửa kiểm soát thì nhận được cuộc gọi của Hàn Phương Nhiên, Đinh Dũng, anh đang ở đâu rồi? Em thấy nóng trong người, rất khó chịu, ruột gan như thiêu như đốt, em không biết đang bị làm sao nữa. Anh tới khu Thanh Thành Sơn rồi, em đợi anh về ngay, Đinh Dũng lo lắng nhưng vẫn cố trấn tĩnh để an ủi Hàn Phương Nhiên. Trước kia Hàn Phương Nhiên ăn dị quả, có khi nào vì ở Thanh Thành Sơn trong thời gian lâu rồi. Linh khí ở đây lại dày đặc hơn nơi khác nên càng kích thích cơ thể khiến Hàn Phương Nhiên đi theo con đường tu luyện, hấp thu linh khí. Hiện giờ trong đầu Hàn Phương Nhiên vẫn chưa hề có khái niệm này, cũng chưa biết bắt đầu con đường tu luyện từ đâu, đây cũng có thể là lý do khiến cơ thể cô thay đổi như vậy. Về tới biệt thự hiệu chữ địa, Đinh Dũng bước vào nhà thì Thổ Bồi lập tức có mặt. Chủ nhân, Thổ Bồi chắp tay, khom người chào Đinh Dũng. Đinh Dũng không hỏi han gì nhiều. Mà chạy thẳng vào phòng Hàn Phương Nhiên. Lúc này, cô đang lăn lộn trên giường, tay nắm lấy ga giường mà cào xé điên cuồng. Phương Nhiên, anh về rồi đây, Đinh Dũng lập tức lao lên. Thế nhưng khi anh còn chưa kịp tới gần Hàn Phương Nhiên thì cô đã túm ngay lấy bả vai anh mà cào đến mức chảy máu. Đinh Dũng lập tức nắm lấy cổ tay Hàn Phương Nhiên và điểm huyệt. Phương Nhiên, có anh ở đây rồi, em sẽ không sao đâu, Đinh Dũng bế Hàn Phương Nhiên lên. Anh đi một mạch về phía biệt thự hiệu chữ thiên trên đỉnh Thanh Thành Sơn. Có linh khí, sắc mặt của Hàn Phương Nhiên hồng hào hơn hẳn. Có lẽ em sẽ phải bước vào một cuộc sống mới rồi, Đinh Dũng nhìn Hàn Phương Nhiên, hôn lên trán cô mà nói. Lúc này Hàn Phương Nhiên vẫn bất tỉnh, Đinh Dũng đặt Hàn Phương Nhiên ngồi dựa vào bể nước linh, sau đó đẩy linh khí vào người cô. Một lát sau, Hàn Phương Nhiên ho hắng nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ. Mắt cô chợt có ánh sáng xanh lóe qua, cô ngước mắt nhìn từng luồng linh khí của đất trời đang đi vào cơ thể mình mà không khỏi kinh ngạc. Hàn Phương Nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, hơi thở cũng đều hơn và không còn cảm giác nóng ran người như ban nãy nữa. Hồi lâu sau, Đinh Dũng mới thu tay về. Anh nhìn Hàn Phương Nhiên mà nói, Phương Nhiên, thực ra anh không phải là Đinh Dũng mà em đã cưới ngày xưa. Anh là người đã sống hơn 5.000 năm, Đinh Dũng cưới em đã chết rồi. Chỉ có cái xác là của cậu ấy, còn linh hồn là một người khác, và người đó chính là anh. Anh đang nói gì vậy? Hàn Phương Nhiên không thể tin nổi những gì mình đang nghe. Anh là người tu luyện, nhờ tu luyện nên có sức mạnh hơn người thường. Trước kia vì cứu em sau khi bị Viên Thiếu Khang hại,
anh đã tìm kiếm dị quả cho em ăn nên hiện giờ em không còn là người thường nữa, buộc phải đi theo con đường tu luyện thì mới có thể sống tiếp được. Đinh Dũng rất khó khăn khi nói ra những lời này. Anh cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc hết sức có thể. Sáng hôm sau, Hàn Phương Nhiên thức dậy trong tình trạng mệt mỏi vì cả một đêm thao thức. Cô cũng không biết đêm qua mình đã thiếp đi từ lúc nào. Có quá nhiều thứ khiến cô thật sự hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu với cuộc sống mới. Cơ thể phàm trần từ ngày hôm nay trở đi sẽ không đơn thuần có thể tồn tại bằng hơi thở và máu thịt nữa mà nó cần có linh khí nuôi dưỡng. Nếu không có linh khí, không tu luyện lên thì chỉ có thể chết. Chưa bao giờ Hàn Phương Nhiên thấy cuộc sống này lại tươi đẹp đến vây. Đứng trước sự sống và cái chết người ta mới thấy được sống đáng quý đến nhường nào. Đinh Dũng, vậy anh giúp em cùng anh tu luyện. Hàn Phương Nhiên mắt sưng húp nhìn Đinh Dũng, nói. Ừ, có anh ở bên, em đừng lo bất cứ điều gì. Đinh Dũng hôn lên tóc Hàn Phương Nhiên, khẽ giọng nói. Em mệt cả đêm rồi, em ngủ thêm chút nữa đi. Anh đi chợ mua chút gì đó làm cho em ăn nhé. Vâng, Hàn Phương Nhiên thủ thỉ, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Thấy Hàn Phương Nhiên thiếp đi, Đinh Dũng mới ra khỏi phòng. Anh đứng trong sân biệt thự, nhẩm niệm gọi Thổ Bồi về biệt thự hiệu chữ Thiên. Chủ tử gọi tôi ạ, Thổ Bồi biết Đinh Dũng gọi, lập tức chạy như bay tới. Tao có việc giao cho mày rồi đấy, Đinh Dũng chắp tay ra sau, đứng trước bể nước linh, ngẩng mặt nhìn bầu trời chan hỏa ánh nắng. Xin chủ tử ra lệnh ạ. Thổ Bồi cung kính chắp tay nói. Đây là bí kíp tu luyện tàng luân, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, sẽ có thể có được cơ thể xác thịt như bình thường. Có điều, nếu muốn có nó thì mày phải chăm chỉ làm cho tao một việc. Đinh Dũng lấy bí kíp mà anh lựa ra từ phủ đệ, giơ trước mặt Thổ Bồi. Chủ tử muốn tôi làm gì ạ? Thổ Bồi kinh ngạc. Hiện giờ tứ đại danh sơn dị biến, tao cần mày đi xử lý dị biến ở những nơi này, Đinh Dũng nói chậm rãi. Bằng cách nào ạ, thưa chủ tử, Thổ Bồi nghe mà vẫn chưa hiểu mình cần phải làm gì. Dùng pháp bảo mà tao đưa, tới đó diệt trừ sạch những động thực vật đi theo con đường dị biến, Đinh Dũng nói rồi lấy ra vài pháp bảo nhỏ bằng bàn tay đựng trong các hộp ngọc khác nhau. Chủ tử, chỉ dựa vào những thứ này sao ạ, Thổ Bồi trợn tròn mắt. Những thứ nhỏ bé thế này sao có thể hỗ trợ hắn diệt động thực vật dị biến đây? Khi niệm thuật pháp và sử dụng linh lực, chúng sẽ tự khắc phóng đại và ẩn trong không gian. Nơi nào xuất hiện dị biến, nó sẽ nhận biết và đưa mày tới để diệt trừ. Pháp bảo khắc tinh với ma tà, bất cứ loài động thực vật nào đi theo con đường dị biến tà đạo đều không thể có cơ hội sống sót. Đinh Dũng giải thích. Còn nữa, nếu làm tốt, tàng luân sẽ là của mày, Đinh Dũng nói thêm. Vâng, thưa chủ tử, tôi nhất định sẽ làm tốt, Thổ Bồi kiên định. Lúc này, đằng sau lớp mặt nạ, Thổ Bồi nghẹn ngào nấc lên như tiếng khóc. Hắn sống trong pho tượng không biết bao nhiêu năm trời, trải qua cuộc sống không khác gì tù ngục, mãi mới có thể ra ngoài nhìn ngắm thế giới tươi đẹp. Bây giờ lại có thể có cách khiến hắn có được cơ thể như người phàm, sao hắn không cảm kích cho được. Mặc dù sâu thẳm trong lòng Thổ Bồi vẫn luôn muốn thoát khỏi bàn tay Đinh Dũng. Nhưng Đinh Dũng nắm giữ linh hồn của hắn vẫn luôn muốn tu luyện lên, nhân thời cơ giết chết Đinh Dũng giành lại cuộc sống tự do. Nhưng hôm nay, sau khi nghe Đinh Dũng nói vậy, hắn chợt cảm thấy mình có động lực sống ý nghĩa hơn bao giờ hết. Hắn khao khát cởi bỏ lớp mặt nạ và áo choàng, hắn muốn đi khắp nơi tận hưởng cuộc sống, hắn thèm khát cái cảm giác hít thở khí trời, đón lấy ánh nắng chiếu hắt trên làn da, hắn muốn làm một con người. Chấm. Sau khi lấy được pháp bảo, Đinh Dũng cùng Thổ Bồi chia nhau tới các ngọn núi diệt trừ những động thực vật dị biến. Sau này, Thổ Bồi tu luyện pháp luân thành công. Hắn xin rời xa Đinh Dũng, đi khắp nơi trên thế giới du ngoạn, giúp đời. Đinh Dũng, em phải đi làm đây, sắp muộn giờ rồi, tha cho em đi mà, Hàn Phương Nhiên kéo chăn toan vùng dậy đi làm. Cho anh thơm một cái đã nào, lâu lắm rồi hai vợ chồng mới ở bên nhau mà, Đinh Dũng kéo tay Hàn Phương Nhiên không nỡ rời xa. Hàn Phương Nhiên và Đinh Dũng gần đây rất bận rộn, Hàn Phương Nhiên vừa cùng ông mình gây dựng tập đoàn Hàn Thị phát triển. Vừa cùng Đinh Dũng lập ra một quỹ bảo vệ động thực vật, kêu gọi bảo tồn không khai thác các khu rừng tự nhiên, đảm bảo cân bằng sinh thái nên gần đây, Đinh Dũng phải đi công tác rất nhiều, có điều anh không cảm thấy mệt mà lại thấy cuộc sống ý nghĩa hơn trước rất nhiều. Chuyện chữ đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện.